để đợi đồng đội gì nữa ạ? Đấy, từ một bài đấy nó rất nhiều đúng không ạ? Nghĩa đen, nghĩa bóng, đủ các thể loại nghĩa luôn ạ. Tinh thần trước khi vào chủ đề chính vẫn còn nhiều lắm cả nhà. Thế em định bật mí rồi em để cuối buổi vậy. Nhà mình sẽ cuối buổi. Thế bây giờ đến lượt review văn hóa của nét của cả nhà đúng không? nhường lại cho Mạnh hoặc là Diễm ạ. Em chỉ vào tí thế thôi. Nhường lại mic cho cả nhà. Hôm nay chẳng có bất ngờ nhá cả nhà. Đã. Vậy em xin phép sẽ bắt đầu với review văn hóa 4S nhé. Hôm trước anh Huân có được kiểm tra bài ấy. Anh Huân rất là ấy rồi, chủ động. Anh Huân rất chủ động bảo anh sẽ viết lại văn hóa 4S ở trong sổ. Nên là thôi không gọi anh Huân nữa. Hôm nay cũng muộn rồi thì em xin phép review luôn nhé. Văn hóa đầu tiên là chúng ta chuẩn bị cho mình một cuốn sổ và một cái bút để ghi lại những thông tin quan trọng của buổi học ạ. Tinh thần học cao và tư duy mạch lạc ạ. Văn hóa thứ hai là văn hóa sẵn sàng ạ. Chúng ta vào học đúng giờ vào, đúng giờ về, chuẩn bị cho mình một cốc nước ấm, đổi tên Zoom, background và gọi đồng đội vào Zoom trước 5 phút ạ. Sắp xếp các công việc khác để tận tâm với buổi học ạ. Văn hóa thứ ba là văn hóa sự hiện diện ạ. Chúng ta mở cam và chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh ạ. Tập trung trọn vẹn cho buổi học, tích cực tương tác trong buổi học ạ. Văn hóa thứ tư là văn hóa sự cam kết ạ. Chúng ta ghi lại ý chính của buổi học là gì ạ? Tôi sẽ áp dụng được điều gì cho chính cuộc sống của mình ạ? Làm bài tập đầy đủ và thúc đẩy đồng đội hoàn thành bài tập ạ. Vậy mời cả nhà mình ngồi vững chãi và thẳng lưng, chúng ta sẽ thực hiện nghi thức ba lời thề từ tâm của chiến binh cách mạng văn hóa đọc ạ. Nghi thức ba lời thề từ tâm của chiến binh cách mạng văn hóa đọc xin phép được bắt đầu ạ. Sau đây thì em xin thông qua timeline của buổi học ngày hôm nay nhé. Từ 4:30 đến 4:35 thì chúng ta ổn định và thay background ạ. Từ 4:35 đến 4:40 chúng ta sẽ review lại văn hóa 4S và thực hiện nghi thức ba lời thề từ tâm ạ. Từ 4:40 đến 5:30 chúng ta sẽ nghe phần chia sẻ về kỹ năng tổ chức một buổi họp trong Zoom ạ. Do thủ lĩnh An Thư chia sẻ. Từ 5:30 đến 5:50 chúng ta sẽ chia Zoom nhỏ theo nội dung của ban tổ chức ạ. Từ 5:50 đến 6:10 phụng sự 6 xóm sẽ ra chia sẻ về nội dung của ban tổ chức ở Zoom chính ạ. Từ 6:10 đến 6:15 chúng ta sẽ chụp ảnh và nghe tâm pháp ạ. Cả nhà mình đã sẵn sàng để tới phần chia sẻ của thủ lĩnh An Thư chưa ạ?
Cả nhà mình sẵn sàng đánh lên khung chat, sẵn sàng SS giúp Ben nhé ạ. Dạ. Rồi em cảm ơn cả nhà mình ạ. Thì sau đây thì xin cả nhà mình một tràng pháo tim, một tràng pháo hoa để chào đón thủ lĩnh An Thư. Xin mời thủ lĩnh An Thư ạ. Dạ, em chào cả nhà ạ. Không biết anh nói như này mọi người có nghe rõ không ạ? Nếu mà rõ thì mọi người gõ cho em số 1 nha. Không biết là trong ban phụng sự ở đây em nhìn thì cũng rất là nhiều anh chị thân quen. Thì không biết là có những ai mà chưa từng gặp em hay chưa từng biết em thì có thể gõ số 0 được không ạ? Trong đại lầu này thì em sẽ gọi là giấu mặt. Đây là hình hình hoạt hình của em, cho nên mọi người có thể là những ai chưa biết em thì lát nữa sẽ được nhìn nhé. Cũng nhiều người anh chưa. Thì như hồi trước em là thành viên của thực ra là gọi là thành viên của team talk nhà em cũng mới gia nhập team talk thôi. Còn hồi trước là em gọi là cắm cọc ở team văn hóa đọc, cũng có tổ chức hành trình người tham gia ban phụng sự cũng như anh chị từ văn hóa đọc vùng cao của năm 2021 đến bây giờ đó. Thì gọi là ở trong đây gọi là cũng gọi nhau như là đồng đội đúng không ạ? Đi tuyển sinh đúng rồi, hồi trước thì em gọi là cao cấp của team tuyển sinh cũng là nhân sự duyệt học viên, nên là về đây hôm nay gặp mặt mọi người ở đây giống như người nhà ấy ạ. Không biết là anh chị đã quen với việc thức dậy lúc 4 giờ sáng chưa ạ? 4 giờ 30 chưa ạ? Có ai đang còn buồn ngủ không ạ? Nhà mình có muốn tỉnh ngủ hơn không ạ? Vừa nãy thì anh Mạnh có cho mọi người tập thể dục rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nha, để cho tỉnh ngủ nha. Em thì hồi trước là em cũng trăn trở về tâm pháp và các thứ đó, cho nên em thích ca hát rồi chơi trò chơi khuấy động mọi người đó. Cho nên hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi nha. Trò chơi này có tên là dạ em chưa nghĩ ra tên, là mình gọi là vòng quay may mắn đi. Dạ. Em sẽ có một vòng quay, thì khi mà em sẽ là người quay nha, thì đến chọn đến đáp án nào thì cả Zoom mình cùng thực hiện theo cái vòng quay này nhé. Cả nhà sẵn sàng không ạ? Nhau một nụ cười, bây giờ tất cả mọi người cùng cười nha. Em sẽ đến, em sẽ nhìn này, ai chưa cười hở răng là chưa còn được đâu nha. Tất cả mọi người bật cao lên, nhà mình cùng cười nha. Hình như anh Huân chưa hở răng anh ạ, em nhìn thấy mỗi cái hai mắt thôi. Sẽ ai chưa hở răng nào, chị Hoài này, chị Hoài chưa cười nha. Cả nhà mình cười hở răng dạ, nhờ chị anh Mạnh và chị Huyền Sâu có thể chụp lại làm bằng chứng đâu ạ. Xem những ai mà chưa cười hở răng là mình sẽ có hình thức gieo hạt nha. Được chưa ạ? Anh Mạnh không biết chụp lại ảnh chưa ạ? Chị sau chụp lại ảnh chưa ạ? Mày có Em người không chủ tính động cười chụp trên là người icon người nha. người nhe răng ra để chụp. Còn những ai mà lỡ lỡ bỏ răng xuống thì chịu ạ. Rồi. Em sẽ quay 3 lần nha. Người chủ trì ca 3 câu. Ai là người chủ trì trong cuộc họp hả mọi người? Mọi người có thể Em gõ á. lên ô chat. Ô chat giúp em không nhỉ? Mọi người có nhìn thấy chữ người chủ trì ở trong Zoom không ạ?
Mọi người có thể gọi lên chat hiện tại ai là người chủ trì không? Không ạ, ở trong Zoom chỉ có một người chủ trì thôi mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn ở chỗ thành viên nha. Anh Mạnh nữa ạ, hot từ tớ Mạnh. Đấy ạ, em xin mời người chủ trì có thể hát ba câu tặng cả nhà. Phản ứng không kịp lắm, phải chuyển hot ngay cho An Thư. Chậm quá. Rồi ạ, em xin mời anh Mạnh nha, chỉ có ba câu thôi ạ. Ba câu à? Thôi được rồi, hôm trước vừa mới tập xong bài đồng hành văn hóa đọc. Ngày ngày trôi qua vun vun, tháng tháng rồi năm lướt qua, chúng ta đi vui chơi, chúng ta lạc dòng đời, hành trình nào cho ta tri thức hết. Cả nhà thả pháo hoa pháo tin cho anh Mạnh nha. Rất là hay đúng không ạ? Dạ, còn một câu nữa, em sẽ quay một câu nữa. Em sẽ quay bằng... Ban phục sự chín, à, cả nhà một câu nói hoặc bài thơ tâm đắc. Em sẽ đếm xem ban phục sự từ 9 mà em nhìn thấy trong đây là ai nha. Những ai mở cam này. Một, hai, ba, ban phục sự từ 9 em nhìn thấy là chị Thùy Dương. Ban phụng sự số 5, à, số 5 đúng không ạ, Thùy Dương. Thì chị Thùy Dương có thể tặng cả nhà một câu nói hoặc bài thơ tâm đắc được không ạ? Một trích dẫn. Em sẽ dừng xe nha. Chào ban phụng sự nhà mình. Dạ. Không biết nói gì đâu. Chị Thùy Dương có câu nói à, có một bài thơ nào là kinh pháp cú chẳng hạn, chị Thùy Dương hình như cũng biết nhá, cú thì có thể tặng cả nhà nhé. Chị Dương có một phút ạ. Dương thích những câu của cái bài thơ về phụng sự của thầy Viên Minh á. Mẹ dạy con là viên đá nhỏ. Sớm ẩn mình giữa đám reo phai, nếu một mai có người cần đến, nguyện lắp đường cho khách vãng lai. Và cũng vì bài thơ đó nên là mình mong muốn là mình phụng sự tất cả các hành trình của văn hóa đọc, cũng như là mình dấn thân trong hành trình hành đất như nào mình hết đi thì thôi. À, biết ơn cả nhà lắng nghe. Em cảm ơn chị Dương, tuyệt vời quá. Em đã ghi lại bài thơ trên ô chat. Rất là cảm ơn chị Dương nha. Cảm ơn anh chị ban phụng sự đã hòa cùng với trò chơi đầu giờ mở màn của em. Thì bây giờ mình sẽ vào vào phần chính nha. Anh Mạnh, em nghe nói đã. À, em nghe nói, em vẫn nhớ anh Mạnh là tham keeper đó cho em. Em sẽ bắt đầu vào luôn, không sẽ bị quá giờ là anh Mạnh sẽ ngắt. Em sẽ bắt đầu vào phần chia sẻ hôm nay nha. Để em bỏ cái nền à. À, nhà mình có nhìn thấy cái màn hình mà em đang chia sẻ không ạ? À? Nếu anh chị nhìn thấy, anh chị có thể gõ chữ số 9 giúp em nha. Anh, vừa nãy trong trò chơi thì nếu mọi người để ý thì em có để theo cái mã gen, gọi là cái mã gen của Trí tuệ Việt Nam là cái số như là 095613 gì đó. À, em cũng là một người rất là thích số 9. Số 9 là con số của cộng đồng đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy hết rồi đúng không ạ? Thì em sẽ bắt đầu vào buổi gọi là chia sẻ về hướng dẫn sử dụng Zoom cơ bản. Thì thực ra là em không có được học sâu hay là đào tạo về phần Zoom nhiều. Tuy nhiên là sau một hành trình làm gọi là thành viên trong đội vệ binh Zoom, rồi mở Zoom, rồi canh Zoom cho từ hồi K3 đến giờ thì em cũng có khá kinh nghiệm. Thì không biết là cho em hỏi một câu là anh chị ban phụng sự ở đây ấy, khi mà mình học Zoom ấy, hoặc là khi mà mình tổ chức một cuộc họp thì có phần nào mà mình đang chăn trở, hoặc là có phần nào mình thấy mắc, hoặc là mình đang muốn tìm hiểu về Zoom không ạ? Ví dụ như có anh chị sẽ muốn hỏi về phần chia sẻ màn hình này, hoặc là muốn hỏi về phần
Vậy là thay đổi nền video chẳng hạn, hoặc là có anh chị muốn hỏi về phần thêm icon như chị Huyền Sâu chẳng hạn, thêm màu xanh đúng không ạ? Đó, thì anh chị đang trăn trở phần nào hoặc là đang muốn giải đáp phần nào nhiều nhất thì anh chị có thể gõ lên ô chat cho em đúng không ạ? Thì lát nữa em sẽ chia sẻ vào phần đó nhiều hơn đấy. Vì phần Zoom này cũng có khá là nhiều những cái thông tin. Thì khi mà mình đang mắc ở vấn đề nào thì em sẽ chia sẻ về phần đó nhiều hơn. Anh chị có đang có câu hỏi gì về phần Zoom ạ? Mọi người có thể gõ hết lên chat nha. Cách tạo Zoom đúng không ạ? Phần khóa vẽ màn hình. Vậy, một nhà mình có thể gõ lên chat nha, em sẽ bắt đầu chia sẻ. Thì thứ nhất, đây là một cái màn hình Zoom cơ bản này. Thì khi anh chị đăng nhập vào Zoom máy tính hoặc Zoom trên điện thoại thì sẽ có một phần Zoom như này. Mình sẽ, đây là em đang để tiếng màn hình. Mọi người vẫn đang nhìn thấy màn hình đúng không ạ? Thì đây là một cái màn hình khi mà mình đăng nhập vào Zoom thì nó sẽ có hai phần là tham gia một cuộc họp. Thứ hai là phần đăng nhập. Thì thường thường khi mà mình tổ chức một cuộc họp Zoom ấy, thì mình sẽ cần đăng nhập vào Zoom. Đó là trong bên dưới. Đăng nhập vào Zoom ở đây thì mình có thể đăng nhập vào bằng tài khoản Zoom riêng biệt của mình, hoặc là mình có thể đăng nhập vào tài khoản Google. Đó, Google của mình. Mình có thể đăng nhập vào đây. Đó. Thì có một phần mà em thấy là mọi người cũng có hay hỏi em là khi mà dùng Zoom ấy, thì cái tiếng Anh, cái ngôn ngữ mặc định trong Zoom đó là tiếng Anh, thì làm sao để chuyển sang tiếng Việt, vì như anh chị sẽ sử dụng tiếng Việt sẽ quen hơn ấy, thì đây là cách để sử dụng chuyển ngôn ngữ của Zoom sang tiếng Việt, rất là đơn giản thôi. Anh chị có thể nhìn thấy ngay màn hình của mình ấy, ở bên dưới cái chỗ thanh công cụ thì nó sẽ có một cái icon Zoom, thì anh chị ấn vào chuột phải. Đó, anh chị ấn vào chuột phải thì nó sẽ có một cái dòng là chuyển đổi ngôn ngữ đấy ạ. Đó, thì nó sẽ có rất nhiều ngôn ngữ. Thì hiện tại Zoom mặc định là tiếng Anh thì mình sẽ chuyển sang tiếng Việt. Khi mà chuyển sang tiếng Việt thì nhất là với những anh chị mà đang là người chủ trì Zoom như anh Mạnh, hoặc là những người đồng chủ trì trong cuộc họp ấy. Ví dụ như mình là ban phụng sự thì mình sẽ hay có các cái cuộc họp Zoom với nhà chẳng hạn, với nhà của học viên, thì mình sẽ thường là người chủ trì. Mình có thể là chuyển sang tiếng Việt để mình có thể theo dõi các cái cài đặt nó dễ dàng hơn. Đó. Đây là cách sử dụng chuyển sang tiếng Việt này. Thì anh chị mình có thể là ghim vào và thử cái này nha. Thường là bây giờ Zoom của em cũng chuyển sang tiếng Việt hết, để cho tại vì là có rất nhiều cài đặt đấy, thì mình chuyển sang tiếng Việt nó sẽ dễ hơn. Đó. Thứ hai là đây là một cái màn hình khi mà mình đăng nhập vào xong thì nó sẽ có các cái biểu tượng cơ bản như này. Thường mình sẽ sử dụng hai cái ở trên là chủ yếu. Thứ nhất là tạo một cuộc họp mới, là cái hình màu cam này. Thứ hai là mình tham gia một cuộc họp Zoom. Tham gia một cuộc họp Zoom giống như là bây giờ anh chị đang tham gia ấy ạ. Còn tạo một cuộc họp mới thì là mình là người chủ trì, giống như anh Mạnh thì là chuyên là người tạo một cuộc họp Zoom mới cho cả nhà đúng không ạ? Và thứ ba là mình sẽ lên lịch một cuộc họp. Đó. Lên lịch một cuộc họp này là khi mà mình sẽ lên lịch sẵn một cuộc họp Zoom và mình để mình lấy thông tin Zoom. Và khi mà bắt đầu cuộc họp Zoom đó, mình chỉ việc bắt đầu thôi. Còn mình sẽ có cái thông tin trước để gửi cho mọi người tham gia Zoom trước. Giống như anh Mạnh, thường thường anh Mạnh sẽ lấy cái thông tin của họp Zoom trước để gửi cho thông tin cho anh chị ban phụng sự. Đó. Thì đây là ba cái, đây là cái màn hình cơ bản khi mà mình vào Zoom này. Đây, vừa nãy có anh chị hỏi về phần chưa biết cách tạo Zoom đúng không ạ? Thì đây là một cách tạo Zoom này. Đây là một cách lên lịch cuộc họp. Thì như em đang để là mình sẽ lên lịch cuộc họp. Ví dụ anh Mạnh sẽ tạo cuộc họp về ban phụng sự K6 chẳng hạn này. Thời gian bắt đầu này, thời lượng này, mật mã này, mình có thể cài đặt trước. Và mình lưu vào đây. Đó, mình sẽ lưu vào đây, anh chị có thể nhìn thấy này. Thì khi mà mình tạo xong thì nó sẽ có một cái, anh chị sẽ sang cái phần cuộc họp Zoom mà đã cài đặt, thì nó sẽ có một phần mà mình đã tạo sẵn ở đây. Đây, anh chị có thể nhìn thấy màn hình của em này, thì hôm qua em vừa có tạo đó. Thì mình có thể là sao chép cái lời mời trước này để gửi thông tin cho ban phụng sự này, hoặc là chỉnh sửa các cái thông tin của cuộc họp Zoom mà mình định bắt đầu.
thì cái tạo của học Zoom trước này nó sẽ giúp cho mình có thể chuẩn bị trước các cái thông tin của Zoom để gửi cho mọi người có thể dễ dàng hơn. Anh chị có thể nhìn thấy phần này đúng không ạ? Có chị Biên thì có hỏi em là tạo một cuộc Zoom cơ bản đúng không giới hạn đúng không ạ? Vì cái phần này là mình phải có tài khoản của Zoom anh chị ạ. Cái này thì mình sẽ phải mua. Hồi trước thì có một cái web nó sẽ cho mình cài sử dụng Zoom cơ bản không giới hạn. Tuy nhiên là hiện tại là tất cả mình đều phải mua hết, mua tài khoản Zoom không giới hạn. Không biết là anh Bằng, em chia sẻ về cách tạo Zoom như vậy thì anh có thắc mắc hay câu hỏi gì không ạ? Việc tạo Zoom thì khá là đơn giản là như vậy thôi. Chỉ cần mình có cái tài khoản của Google hoặc là Zoom thì mình đều thể tạo được. Tuy nhiên thì tạo cái Zoom này thì mình sẽ bị giới hạn là 40 phút. Thì đây là màn hình mà mình tham gia một cuộc họp Zoom này. Thì đây là một cái câu hỏi mà hồi trước em gặp rất là nhiều, được hỏi rất là nhiều khi mà học viên tham gia vào Zoom. Nhất là những cái anh chị mà cô chú mà chưa có sử dụng Zoom quen ấy, thì mọi người rất hay bị vấn đề này, đó là khi mà tham gia vào cuộc họp Zoom, mọi người sẽ, đầu tiên là cái màn hình như này đúng không ạ? Thì nhiều anh chị sẽ ấn cái chỗ tắt, đây, ấn cái chỗ dấu X ấy. Thì khi mà mình ấn cái dấu X này thì mình sẽ không thể kết nối được âm thanh với Zoom, và nhiều anh chị là, đúng rồi, anh Mạnh có khoanh mà, nhiều anh chị là sẽ không có kết nối được âm thanh với máy tính nhé. Đó. Thì nhiều cái trường hợp mà anh chị có thể nhìn thấy trong ô chat là mọi người vẫn nghe được, mà có một số anh chị là ghi là không có nghe được người nói gì ấy, người chủ trì nói gì ấy. Thì đây là một trong những nguyên do mà anh chị không kết nối âm thanh với máy tính. Đó. Anh chị có thể lưu ý phần này để mình có thể giải đáp với học viên khi mà học viên hỏi phần này. Thứ hai là rất nhiều anh chị hỏi em về phần gửi thông tin mời cho khi mà có một học Zoom đúng không ạ? Mình lấy thông tin mời ở đâu để gửi cho mọi người? Thì đây anh chị có thể là thử luôn nha. Anh chị thử luôn để gửi vào ban phụ sự K6 nha. Ở chỗ phần người tham gia ấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Thì có một phần mũi tên này, ở trên thì sẽ có cái link mời, nó có cái một chỗ mời, đúng rồi. Anh chị có thể gửi luôn nha, thử luôn. Hoặc là anh chị có thể ấn vào phần người tham gia ở cái phần mà mình có thể nhìn thấy tất cả người tham gia ấy. Đó là hai cách mà mình có thể lấy cái thông tin mời để mình có thể gửi cho mọi người này. Và còn một phần mà cả nhà cũng lưu ý nha, tại vì có hai cái cách để mình lấy thông tin mời, đó là một cách là mình chỉ sao chép cái liên kết thôi, còn thứ hai là mình sẽ sao chép cả cái lời mời đấy ạ. Đó, đây là màn hình mà mình có thể là sao chép liên kết và sao chép lời mời này. Đó, thì tất cả anh chị ở đây đang là sao chép liên kết này. Đó, anh chị Mộc Hà, chị Đỗ Phú này. Đó, thì mình thử lại nha, mình bây giờ mình sẽ sao chép cả cái lời mời nha. Cả cái lời mời là gồm có ID này, cũng như là có mật mã. Tại vì nhiều người là khi mà họ ấn vào cái liên kết ấy, thì họ sẽ không vào được Zoom, mà họ phải đánh cái mật mã cũng như là cái ID của họ. Thì đây là hai cái phần mà anh chị có thể lưu ý này. Tại vì bình thường là mình sẽ ấn luôn là chỉ có sao chép lời mời thôi, thì nó sẽ chỉ hiện ra cái thứ nhất này thôi. Còn thứ hai là khi mà mình tạo một cái Zoom để gửi cho mọi người ấy, thường thường mình sẽ cần lấy cả ID và mật mã nữa. Đó, mình sẽ có thể lưu ý phần này. Đó, đúng rồi ạ. Đó, mọi người cũng... Mình có thể lưu ý là khi mà mình tạo một cuộc họp ấy, thường thường mình sẽ lấy cả cái phần sao chép lời mời đầy đủ để gửi cho mọi người. Rồi ạ. Mọi người ở đây đã lấy được rồi đúng không ạ? Đó. Thứ hai là về phần một số cái cài đặt cá nhân ở trong trong Zoom. Thứ nhất là về phần chọn nền, gọi là cài đặt camera. Các chị em phụ nữ thì sẽ hay để ý cái phần này đúng không ạ? Đó, mình có thể thực hành luôn nha. Bây giờ tất cả anh chị trong Zoom có thể là mọc một cái mầm xanh giống như chị Diễm được không ạ? Chị Diễm và chị Huyền Sâu ạ.
Đây, cả nhà mình có thể mọc một cái phần mình phần xanh nha. Đó, cả nhà mình cùng thực hành nhé. Mình chọn vào phần bắt đầu video này và chọn nền ảo. Thì trong đây nó sẽ có một cái là có các cái icon để cho mình chọn. Đây ạ. Chọn nền và hiệu ứng và bộ lọc video thì ở trong tiếng Anh hình như là filter ấy ạ. Đó, anh chị mọc hết mầm xanh chưa ạ? Cặp anh Vũ Hân thì đang là cái kính gì đây đúng không ạ? Mọi người có thể thử nha. Vì cũng có một số cái trường hợp thì mình sẽ... mấy chị không hỗ trợ đúng không ạ? Mình sẽ cần sử dụng những cái icon này, ví dụ như Zoom tốt nghiệp chẳng hạn đúng không ạ? Thì mình sẽ sử dụng cái mũ tốt nghiệp chẳng hạn. Đó, thì mũ tốt nghiệp ở đây cũng sẽ mình sẽ dùng ở trong cái phần chọn bộ lọc video này. Đây, ví dụ em là mũ tốt nghiệp. Đó, chẳng hạn như vậy. Còn một số cái chỉnh sửa như là lông mày hoặc là mống mắt các thứ thì anh chị có thể vào đây để chỉnh sửa nha. Đó. Ở đây còn một số cái nữa là video của tôi là tân trang diện mạo này hoặc là điều chỉnh cho ánh sáng này. Đó, anh chị có thể tìm hiểu thêm. Đấy. Em thấy nhà mình còn nhiều anh chị đã mọc râu rồi đúng không ạ? Anh chị mọc râu rồi, nhiều anh chị mọc mầm rồi. Đã. Tiếp theo thì đây là một cách mà anh chị cũng rất là hay thắc mắc khi mà dùng Zoom đúng không ạ? Rất là quan tâm khi mà dùng Zoom, đó là phần chia sẻ màn hình. Đây, anh chị có thể nhìn thấy ở đây nha. Vừa nãy có chị Thủy Yên là nếu không có cái đó thì mình làm sao? Thì tôi đeo kính lúc đó anh Huân ạ. Có chị Kỳ Thủy thì cũng có đặt câu hỏi là làm sao để chia sẻ chị âm thanh trong Zoom đúng không ạ? Đây. Cái anh chị có thể nhìn thấy trong đây màn hình em chia sẻ này. Anh Mạnh có thể là cấp quyền à? Chắc anh chị đang không sử dụng được này. Mọi người có thể là nhìn ở cái phần dưới của Zoom này, mình sẽ có phần chia sẻ màn hình, một phần màu xanh và mũi tên màu xanh nhé. Đó, thì mình sẽ ấn vào đây, nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ như thế này. Đó. Cửa sổ như này mình có thể là bị che. Nó sẽ có các phần như là cơ bản, nâng cao và tệp. Đó. Thì khi mà anh chị sử dụng chia sẻ màn hình nhé, thường mình sẽ sử dụng vào cái phần mà cơ bản và mình luôn luôn chú ý là mình sẽ tích vào cái phần chia sẻ âm thanh. Nó là một phần rất nhỏ ở dưới cho nên là khi mà anh chị chia sẻ mình sẽ hay bị quên ở cái phần tích vào chia sẻ âm thanh nhé, ở phần cuối. Máy mình không có tiếng Việt. Phần này thì nhờ ban tổ chức lát nữa sẽ gửi lại nhé. Mình có cái phần chuyển đổi sang tiếng Việt đấy ạ. Có một phần chia sẻ âm thanh ở cuối đó. Nếu mà anh chị sử dụng tiếng Anh sẽ là phần share sound ấy. Đó. Thì mình luôn luôn sẽ tích vào đây khi mà mình muốn chia sẻ âm thanh, ví dụ như chia sẻ ba lời thầy thứ tâm chẳng hạn. Nhiều anh chị khi mà mình không tích vào đây, mình quên tích vào đây ấy, thì mình sẽ chia sẻ màn hình thôi mà không có âm thanh. Đó. Thì anh chị lưu ý phần này nha. Nhiều anh chị khi mà mình mới chia sẻ mình cũng hay quên phần này mà mình chưa biết phần này ấy, thì mình chia sẻ màn hình nó sẽ mất âm thanh. Đó. Và một phần nữa lưu ý là khi mà mình chia sẻ trong Zoom ấy, thì khi mà mình chia sẻ thường thường em sẽ chia sẻ theo tệp. Ví dụ như anh chị đang mở các cái tệp như là Zoom này, PowerPoint này, Zalo này, hoặc là Google này, thì anh chị sẽ chọn một trong các số cái tệp này để chia sẻ thôi. Mình sẽ tránh hạn chế là chia sẻ cả màn hình. Đó. Đây là các cái phần cơ bản. Và thứ hai là cái phần chia sẻ nâng cao nha. Đây, chia sẻ nâng cao thì như chị Kỳ Thủy hỏi á, thì nó sẽ ở phần nâng cao đấy á, cơ bản và nâng cao này, thì chị sẽ tích vào phần nâng cao. Và ở đây có một biểu tượng là chị chia sẻ âm thanh của máy tính. Đó, thì khi mà anh chị ấn vào phần âm thanh máy tính này thì mình ấn chia sẻ. Nó nhanh quá đúng không? Nếu mà anh chị đang mắc phần nào thì mình có thể là gõ xuống giúp em nhé, để em chỉnh lại. Thứ hai là phần mình chia sẻ nâng cao này, mình sẽ ấn vào phần nâng âm thanh của máy tính. Đó, âm thanh của máy tính khi mà mình ấn vào đây và ấn phần chia sẻ
thì nó sẽ chỉ chia sẻ cái âm thanh máy tính thôi. Ví dụ như mình bật nhạc thiền ở trước giờ học chẳng hạn, hoặc là sau giờ học mình bật nhạc để mọi người chào nhau chẳng hạn. Thì khi mà mình ấn vào chuẩn chia sẻ âm thanh máy tính này thì nó sẽ chỉ chia sẻ cái âm thanh của mình thôi, còn tất cả các hoạt động của mình ở trong máy tính thì sẽ không chia sẻ lên Zoom. Đó, nó sẽ chỉ chia sẻ âm thanh thôi. Thì cả nhà sau phần này thì mình có thể thực hành nha. Em sẽ gửi lại cái slide này cho mọi người và mọi người có thể thực hành, tự mở Zoom tự thực hành. Tự mở Zoom tự thực hành cũng được. Đó. Đã. Mình gọi là tìm hiểu trong Zoom này rất là nhiều cái công cụ rất hay á. Mình có thể là tìm hiểu thêm. Đó, đây là phần chia sẻ âm thanh máy tính này. Rồi ạ. Đây là phần chia sẻ màn hình. Thì em thấy là anh chị cũng có nhiều câu hỏi về phần chia sẻ màn hình ấy. Thì không biết là anh chị có đã rõ hơn về phần này chưa? Mà rõ hơn rồi thì mình gõ số 1 giúp em nha. Hoặc là anh chị có muốn chia sẻ thêm về phần đang thắc mắc về phần nào về phần chia sẻ màn hình thì anh chị cũng có thể mở mic hoặc là gõ lên chat giúp em. Em có thể giải đáp luôn ạ. Ví dụ là mình làm ban phụng sự hoặc là mình là một người tổ chức khóa học Zoom cho nhà ấy, thường thường là cái phần chia sẻ màn hình này của mình rất hay dùng đến. Đó. Cho nên là anh chị có thể sử dụng phần này. Anh Mạnh đang chat cái gì đây? Đó, anh đã xóa tất cả bản vẽ. Anh Mạnh đang là một thích khách ở trong Zoom, đang phá Zoom của em. Đó, anh chị có thể nhìn thấy là khi mà mình dùng Zoom ấy, cũng có thể rất là nhiều trường hợp là mình bị thích khách trà trộn và phá hoại cái cuộc họp Zoom của mình. Đó, đây là một cách là em vừa xóa đi cái chú thích của anh Mạnh rồi. Rồi ạ, tiếp theo nha. Đấy ạ. Đây là một cuộc họp mà vừa nãy em có chia sẻ rồi này. Có các phần chỉnh sửa này. Mình có thể chỉnh sửa một số cái thông tin ở đây này. Ví dụ như mật mã này. Tùy chọn nâng cao này. Cho phép người tham gia vào cuộc họp hoặc là tắt tiếng người tham gia khi vào cuộc họp này. Thường thường những cái cuộc họp lớn nhé. Ví dụ như mình tổ chức talk show chẳng hạn. Thì mình sẽ thường cài đặt là tắt tiếng người tham gia khi vào cuộc họp. Thì tất cả mọi người tham gia vào cuộc họp sẽ không được bật mic chẳng hạn. Đó, đây là một số cài đặt. Thì cái phần này em sẽ đi qua nhé. Đây là một cái phần mà anh chị cũng sẽ lưu ý khi mà mình mở một cuộc họp Zoom. Mình là người chủ trì. Thì đây là một phần khi mà anh chị là người chủ trì á, thì mình sẽ có một phần hiện lên ở cái phần gần chỗ người tham gia là chữ bảo mật. Đây. Đó. Em sẽ chú thích ở đây nha. Bảo mật này. Đó. Thì khi mà bảo mật này anh chị ấn vào, nó sẽ có rất nhiều cài đặt trong Zoom. Mình có sẽ có cài đặt trong Zoom khi mà mình mở buổi học Zoom ấy. Ở đây thì gần như là anh chị sẽ sử dụng nhiều ở cái phần ô thứ hai, cho phép người tham gia này. Đây là các tính năng mà mình sẽ cho phép người tham gia cái cuộc họp Zoom đấy có thể làm gì trong cái cuộc họp Zoom đấy của mình. Đó. Thường thường thì khi mà cuộc họp Zoom thì mình sẽ có phần đụng đến kỹ thuật ngại thế. Dạ. Đây là phần khi mà mình gõ tất cả cái dấu tích này á, thì đây là mình đang cho phép người tham gia có thể sử dụng tất cả các cái phần này của mình. Đó. Đây. Ví dụ như chia sẻ màn hình này, trò chuyện này. Ví dụ như chia sẻ màn hình thì thường thường mình sẽ tắt cái phần này. Ví dụ như anh Mạnh mở một cuộc họp Zoom chẳng hạn, mình sẽ thường tắt cái phần chia sẻ màn hình này, mà mình sẽ bỏ cái phần tích này đi. Khi mà có người mà muốn chia sẻ màn hình ấy, thì mình sẽ thêm một cái quyền là đồng chủ trì chẳng hạn. Đó, hoặc là trong cuộc họp Zoom nhỏ thì mình có thể mở. Đúng rồi, mở Zoom rồi. Thực ra nó cũng đơn giản thôi, khi mà mình chuyển sang tiếng Việt ấy. Mình chuyển sang tiếng Việt, mình mày mò trong đây ấy, thì nó sẽ cũng khá là đơn giản đấy. Thứ hai là cho phép trò chuyện này. Thường thường thì mình sẽ không tắt cái phần này, mà khi mà có một cái talk show lớn chẳng hạn, một buổi Zoom lớn thì mình sẽ tắt phần trò chuyện thôi. Thường thường là mình sẽ không tắt để tăng cái sự tương tác cho cái buổi họp Zoom. Phần tự đổi tên này, tự bật tiếng này, hoặc là bắt đầu video, bảng trắng. Đó. Đây là một số cái cài đặt mình có thể nhìn thấy ở đây á. Thì khi mà mình tắt hết, ví dụ như mình
mình tắt hết những cái dấu tích này thì tất là có thể là mặc định là người tham gia sẽ không được quyền thao tác những cái phần này, có những không được trò chuyện này, không được chia sẻ màn hình, không được bắt đầu video luôn. Thì khi mà có thích khách chẳng hạn thì thường mình sẽ tắt hết những cái phần cài đặt này. Phần này em sẽ chia sẻ qua một chút. Còn anh chị nào muốn biết sâu về các cái phần duyệt thích khách thì mình có thể là đăng ký với anh Mạnh vào vào phần tham gia vệ binh giúp nha. Trong trí tuệ Việt Nam thì có một gọi là có một đội ngũ, đội vệ binh Zoom. Đó, chuyên đi canh thích khách ở trong các buổi Zoom của Talk Show. Thì anh chị nào có hứng thú phần này không ạ? Thì mình có thể đăng ký luôn ở trong ô chat để anh Mạnh hoặc là ban tổ chức có thể thêm mình vào phần vệ binh Zoom nha. Ở trong vệ binh Zoom thì mọi người có rất là nhiều phần chia sẻ về Zoom rất là hay. Đó. Nếu mà anh chị có mong muốn tham gia thì có thể có chữ sẵn sàng nha. Hoặc là xác quyết tham gia phần vệ Zoom. Thì trong phần vệ binh Zoom thì mọi người sẽ chia sẻ nhiều cái rất là hay. Ồ, nhiều anh chị sẵn sàng quá. Đó. À, anh Mạnh hoặc chị Diễm có thể lưu lại cái phần anh chị sẵn sàng này nha. Thì khi mà có talk show là anh chị sẽ gọi luôn nhé. Dũng sĩ diệt Zoom đúng không ạ? Một phần nữa thì đây là phần mà mình cũng hơi ít sử dụng. Nhưng mà tuy nhiên ở trong các cuộc họp lớn ấy, ví dụ như lát nữa anh Mạnh sẽ tạo cái phần này này. Thì nhà mình cũng có thể lưu ý phần này khi mà mình tạo phòng theo nhóm. Đó. Tạo phòng theo nhóm này. Anh chị có thể nhìn thấy đây. Em sẽ chia sẻ kỹ phần này một chút nha. Tại vì phần này, cái phần cài đặt ấy, thì mọi người hay bị mắc ở phần cài đặt tạo phòng theo nhóm. Đó. Anh chị có thể khi mà mình là một người chủ trì trong cuộc họp Zoom thì khi mà mình ấn vào chỗ khác ấy, thì nó sẽ có phần phòng theo nhóm này. Thì anh chị ấn vào đây nó sẽ hiện ra một cái màn hình như này. Đó, anh chị còn nhìn rõ không ạ? Đó. Thì nó sẽ hiện ra một cái phần là tạo phòng theo nhóm này. Có các phòng này, số lượng phòng này. Đây, đây là cái màn hình chính này. Đây là những cái cài đặt ạ. Mình có thể nhìn thấy ở đây. Đó. Thì khi mà anh chị muốn tạo mấy phòng này, mình có thể tạo mấy phòng này. Như vừa nãy mình có thể nhìn thấy số phòng ở đây. Đó, mình có tạo 5 phòng chẳng hạn, mình sẽ gõ số 5 ở đây. Thì nó sẽ tạo ra các phòng này. Và đồng thời với cái việc mà tạo phòng theo nhóm nhé, mình sẽ lưu ý ở cái phần cài đặt. Tại vì thường thường là anh chị, nhiều anh chị sẽ tạo phòng theo nhóm 5 người, ăn 5 phòng. Thì do mình ấn tạo luôn, thì nó sẽ bị, mình không cài đặt được các cái cài đặt ở trong phòng ấy. Thì thứ nhất là cho phép người tham gia chọn phòng này. Nhiều anh chị khi mà tham tạo phòng đúng không ạ, mà người người trong Zoom người mọi người có hay hỏi là mình không còn nhìn thấy phòng, hoặc là mình không có nhìn thấy cái phòng nhỏ chẳng hạn, hoặc là mình không vào được phòng, thì có thể là anh chị đã không chọn được, không tích vào cái phần mà cho phép người tham gia chọn phòng. Thì khi mà mình không tích vào cái phần này thì người trong Zoom sẽ mặc định là người chủ trì sẽ phải đưa mọi người vào phòng, mà người trong Zoom sẽ không nhìn thấy cái phòng để chọn vào. Đó. Mình lưu ý phần này, mình sẽ tích vào đây này, để cho người tham gia có thể tự chọn phòng. Thứ hai là cho phép người tham gia quay lại phiên chính bất cứ lúc nào này. Đó. Hoặc là mình có thể cài đặt là phòng theo nhóm tự động đóng lại sau 30 phút chẳng hạn. Ví dụ anh Mạnh, lát nữa anh Mạnh cho 30 phút mà để mọi người thảo luận trong Zoom. Thì anh Mạnh có thể là cài đặt là phòng tự động đóng lại sau 30 phút. Đó. Thì khi mà sau 30 phút thì tất cả mọi người sẽ được gọi là rời Zoom nhỏ và vào Zoom lớn đúng không ạ? Đó. Đây là một số lưu ý mà mình có thể là lưu lại để khi mà mình tạo một cuộc họp Zoom mình sẽ dễ dàng hơn. Sau khi mà mình cài đặt xong ở phần tùy chọn này thì mình sẽ ấn vào chỗ mở tất cả các phòng Zoom. Mở tất cả các phòng. Thì lúc đó thì tất cả anh chị sẽ được vào Zoom. Hoặc là anh chị có thể nhìn thấy ở trong đây là có tạo 5 phòng chẳng hạn, em đang tạo 5 phòng chẳng hạn. Mình có thể chỉ định bất có chữ chỉ định này, mình có thể chỉ định những người trong Zoom vào phòng nào, thì mình có thể ấn vào chữ chỉ định này, nó sẽ hiện ra tất cả các thành viên trong Zoom và mình sẽ ấn vào người đó sẽ vào phòng nào.
Đó. Anh chị có thể nhìn thấy đây. Hoặc là mình có thể là tự động di chuyển tất cả người tham gia vào, được chỉ định vào phòng theo nhóm chẳng hạn. Thì có một phần là tất cả người tham gia có thể là tự động nó chia theo ngẫu nhiên ấy. Thường thường trong một cuộc Zoom thì mình sẽ chia theo chỉ định. Ví dụ như anh chị ban phụng sự xóm 26 chẳng hạn, chị Lê Hoa chẳng hạn, sẽ vào phòng 2 chẳng hạn này. Hoặc là anh chị xóm 5 sẽ vào phòng 5 chẳng hạn. Anh chị có thể lưu ý phần này để tạo Zoom cho mọi người. Thứ hai là khi mà mình là một người chủ trì một cuộc họp Zoom thì mình cũng có thể cài đặt những cái người tham gia trong cuộc họp này. Ví dụ như ở đây anh Mạnh đang là người chủ trì thì anh Mạnh sẽ có quyền là thêm người đồng chủ trì này. Đó. Thêm người đồng chủ trì ở đây mọi người sẽ có thể là tất cả các cài đặt trong Zoom ấy, người đồng chủ trì cũng sẽ tương đương như người chủ trì. Trừ cái là mình người đồng chủ trì sẽ không thêm được người đồng chủ trì thôi. Còn tất cả những cài đặt như là tắt mic hoặc là chia sẻ màn hình các thứ ấy, thì người đồng chủ trì cũng có cái nhiệm vụ, cũng có cái chức năng như người chủ trì. Anh chị có thể nhìn thấy đây nha. Khi mà mình ấn vào cái phần người tham gia ấy, ở trong Zoom thì nó sẽ hiện ra cái danh sách người đang tham gia trong Zoom này. Và mình có thể là ấn vào tên của họ và sẽ hiện ra những cái cài đặt ở đây. Ví dụ như mình sẽ trò chuyện với họ này, hoặc là dừng video của họ này. Khi mà mình có thích khách ấy, hoặc là có những cái anh chị đang Zoom mà đang ngủ gật chẳng hạn, mà đang Zoom nghiêm túc chẳng hạn, thì mình sẽ dừng video của họ chẳng hạn, tạm thời dừng video của họ. Đó, thì đây là một cách mà mình có thể dừng video của người đang tham gia này. Ví dụ em dừng video của em chẳng hạn này, mình có thể dừng video luôn đây. Hoặc là mình ghim, đây là cái phần mà mình mọi người có thể chú ý là mình ghim này. Ghim cái người đang trò chuyện chẳng hạn. Nhà mình lưu ý có một phần là ghim với thêm tiêu điểm sẽ khác nhau nha. Khi mà mình ấn ghim ấy, thì cái người đấy chỉ ghim trên màn hình của mình thôi. Còn khi mà mình thêm tiêu điểm ấy, thì người đấy sẽ ghim trên màn hình của tất cả mọi người. Đó. Anh chị có thể thử luôn nha. Mình ấn bằng người tham gia này. Ví dụ em ghim xem nào. Em ghim chị Thu Trang Moon nhé. Ban phụng sự Trang Moon lên màn hình này. Ví dụ em đang ấn ghim chẳng hạn này. Thì không biết là anh chị có nhìn thấy bạn Trang Moon đang hiện trên màn hình không? Trang màn hình chính nhé. Anh chị có nhìn thấy không ạ? Nếu mà mình nhìn thấy thì mình gõ số 1 nha. Nếu mà không thì mình gõ số 0 ạ. Không đúng không ạ? Mặc dù là em đã cũng đã ấn ghim rồi đấy. Ấn ghim bạn Trang Moon rồi đấy. Thế nhưng mà mọi người không nhìn thấy đúng không? Tại vì ghim này của em là chỉ ghim vào cá nhân thôi. Cũng như anh chị ấy, hiện tại là anh chị có thể ấn ghi một người nào đó, nhưng mà người đó sẽ không hiện lên cái màn hình chính. Đó. Thì mình lưu ý phần này nha, tại vì nhiều anh chị khi mà ấn ghi trong một cuộc họp lớn ấy, ví dụ ghi diễn giả chẳng hạn hoặc ghi người đang nói, mà mình không ấn phần thêm tiêu điểm thì người đó sẽ không hiện lên màn hình. Đó. Bây giờ em sẽ ghi anh Khoa nha, ghi anh Khoa này, em sẽ thêm tiêu điểm nha. Làm nổi bật cho mọi người có thể nhìn thấy chữ làm nổi bật cho mọi người hoặc là thêm tiêu điểm ấy. Đó, mình sẽ có hai cái phần này. Thì khi mà mình ấn vào đó thì người này sẽ hiện lên cho tất cả Zoom của mình có thể nhìn thấy. Đó, anh chị có nhìn thấy anh Khoa không ạ? Đó. Có đúng không ạ? Đó. Đây là một phần mà mọi người cũng hay bị nhầm ấy. Khi mà mình ghi và thêm tiêu điểm nó sẽ khác nhau. Đó. Rồi, em sẽ đó, mình có thấy phần này nó chỉ là một cái nhỏ nhỏ thôi đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình sử dụng nó sẽ mình cũng sẽ nên lưu ý khi mà mình sử dụng trong Zoom. Hoặc là có một số các cài đặt nữa nha, mình có thể đổi tên người chỉ định trong người trong của Zoom này. Ví dụ như em đổi tên tên anh Khoa luôn nha, để mọi người có thể nhìn thấy nha. Ban phụng sự K6 này. Em xin lỗi anh Khoa một chút. Ban phụ sự K6 này. Đó, mình có thể đổi tên luôn cái người trong Zoom luôn. Ví dụ khi mà có những người trong Zoom của mình là để tên iPhone chẳng hạn, và mình muốn đổi tên. Ví dụ như trong cuộc họp Zoom nhá, khi mà trong talk show ấy cũng có rất nhiều anh chị là để tên là số điện thoại hoặc là iPhone hoặc là người vào Zoom hay là như nào đó, và mình muốn cái cuộc talk show để của mình tạo năng lượng hơn thì mình có thể đổi hết sang tên là học trò chẳng hạn, hoặc là sang tên là người phụng sự chẳng hạn. Đó, thì đây là một cách mà mình có thể đổi tên người trong Zoom. Đây, anh chị có thể nhìn thấy nhé.
team tiêu điểm chọn chỗ nào ạ? Chị Thúy ơi, team tiêu điểm này thì sẽ chỉ dành cho người chủ trì và người đồng chủ trì thôi ạ. Còn bình thường mọi người mà là thành viên trong Zoom thì sẽ không ghim được. Sẽ không 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 chọn tiêu điểm được ấy ạ. Đó. Đây là phần mình có thể lưu ý nha. Các cái cài đặt này thì thường thường nó sẽ dùng cho người chủ trì và người đồng chủ trì thôi. Còn nếu mà mình đang là người tham gia Zoom ấy, thường thường nó sẽ chỉ hiện cái phần trò chuyện và ghim thôi, đúng không ạ? Đó, mình có thể nhìn thấy đây. Thì hôm nay, sau hôm nay thì mình có thể là tổ chức một cuộc họp Zoom để mình có thể là thực hành luôn cái phần kỹ năng Zoom này nha. Phần thứ hai, phần tiếp theo đó là mình có thể cài đặt của tất cả mọi người tham gia trong Zoom. Đây, anh chị có thể nhìn thấy đây. Khi mà mình ấn vào chỗ người tham gia ấy ạ, thì nó sẽ hiện ra một cái dấu ba chấm. Thì khi mà ấn vào đây, nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái chức năng. Ví dụ như yêu cầu tất cả mọi người bật tiếng này, hoặc là tắt tiếng tất cả mọi người khi tham gia này. Đó, ấn ảnh đại diện này, khóa cuộc họp này. Ví dụ bây giờ em sẽ yêu cầu tất cả mọi người bật tiếng chẳng hạn này. Đó, anh chị có nhìn thấy không ạ? Thì nó sẽ hiện lên là cái phần là người chủ trì yêu cầu bạn đang yêu cầu bạn bật tiếng, đúng không ạ? Đó, thì đây là phần mà mình có thể yêu cầu tất cả mọi người trong Zoom bật tiếng này. Một phần cài đặt. Đây là một phần nữa mà nhiều anh chị cũng sẽ hay hỏi em phần này, đó là phần mà mình có thể lưu được cái cuộc trò chuyện trong Zoom không? Vì nhiều Zoom là có những anh chị chia sẻ những câu chuyện này, những cái bài học hoặc là rất là truyền cảm hứng, thì mình muốn lưu lại cái cuộc trò chuyện đấy để làm tư liệu chẳng hạn. Thì đây là cách để lưu lại một cuộc trò chuyện. Tất cả anh chị ở trong Zoom hiện tại mình đều có thể lưu được nha. Thì anh chị có thể thử ạ. Mình sẽ ấn vào phần trò chuyện này. Mình sẽ ấn vào phần trò chuyện ở trong Zoom nhé. Thì nó sẽ có một phần là dấu ba chấm. Và mình ấn vào đây nó sẽ có phần lưu cuộc trò chuyện. Anh chị có thể thử. Anh chị có nhìn thấy không ạ? Nếu mà anh chị có nhìn thấy cái phần để lưu cuộc trò chuyện thì anh chị có thể gõ số 1 giúp em nha. Để xem mọi người có nhìn thấy cái phần này không? Tất cả mọi người trong cuộc họp Zoom đều có thể lưu được đấy ạ. Không, không cần là người chủ trì đó. Đó. Thì khi mà anh chị muốn lưu một cuộc trò chuyện... thì anh chị sẽ ấn phần này thì sẽ lưu được tất cả các trò chuyện trong Zoom nhé. Một phần này rất là hay, thì mình có thể lưu được những cái chia sẻ của mọi người trong Zoom để mình có thể là lấy làm tài liệu. Như chị Huyền cũng là một người rất là hay lưu các cuộc trò chuyện trong Zoom này của mọi người này để lấy làm cái chia sẻ của mọi người. Và sau khi lưu cuộc trò chuyện hoặc là sau khi record một cái cuộc họp Zoom thì mình... em quên chia sẻ phần record đúng không? Quay lại nhé. Đây là một cách mình có thể record cái ghi lại cái cuộc họp Zoom nhé. Mình sẽ ấn vào cái phần khác này. Ở trong ở cuối cái thanh công cụ ấy, sẽ có phần thêm hoặc phần khác. Thì ở đây nó sẽ có một phần là ghi lại cuộc trò chuyện. Ghi trên máy tính này. Đó. Hoặc là có những anh chị mà sử dụng đám mây nữa thì nó sẽ có phần là ghi trên đám mây này. Thì khi mà mình ghi lại thì nó sẽ record lại cả cái cuộc họp Zoom của mình để mình có thể lưu lại hoặc có thể đăng lên YouTube ấy. Đó. Thì thường thường cái phần này sẽ là người chủ trì hoặc người đồng chủ trì sẽ làm cái công tác này. Và sau khi mà lưu cuộc trò chuyện hoặc là record xong thì mình sẽ lấy lại ở đâu? Thì anh chị sẽ vào cái phần của em sẽ là lưu cái phần máy tính này. Mình mở ra sẽ có phần document, đó, phần tài liệu. Thì khi mà mình mở phần tài liệu này ra nó sẽ có một phần là Zoom. Đó, cùng phần là Zoom. Thì ở đây nó sẽ hiện tất cả các cái cuộc họp mà mình lưu lại. Ví dụ anh chị lưu trên máy tính chẳng hạn, thì mình sẽ tìm các cái cuộc họp mà mình lưu lại đây. Còn nếu mà anh chị lưu trên đám mây ấy, thì nó sẽ có một cái trang web của Zoom riêng mình có thể lấy về. Thì thường thường là nếu mà mình không có sử dụng quen thì mình sẽ lưu vào máy tính cho dễ lấy. Đó, mình sẽ lưu vào máy tính ở đây thì nó sẽ hiện lên tất cả cái cuộc họp ở đây. Ví dụ như cái phần cả phần video này, video hoặc là phần chat này.
nó cũng sẽ lưu hết ở đây. Đó. Thì đây là cách mà mình có thể lấy cái record của buổi Zoom mình đăng lên. Đó. Còn đây là một số cái màn hình mà mình sử dụng điện thoại. Thường thường anh chị ở đây em thấy là đang sử dụng máy tính nhiều đúng không ạ? Thì ở đây là một số cái màn hình mà sử dụng điện thoại thì em có chụp lại. Thì anh chị cũng có thể thấy nó cũng sẽ tương đương với máy tính một chút. Nhưng mà nó sẽ có ít cái chức năng hơn và nó sẽ không dễ sử dụng bằng ấy. Mình không dễ theo dõi khi mà mình là một người chủ trì thì mình nên sử dụng trong máy tính thì nó sẽ còn nhiều chức năng hơn cũng như mình dễ theo dõi hơn, dễ quản lý hơn. Còn đây là một màn hình mà mình sử dụng điện thoại thì thường thường là mình là người tham gia thì mình sẽ sử dụng điện thoại thôi. Còn khi mà mình là người chủ trì thì mình khuyến khích là sẽ sử dụng máy tính. Sử dụng điện thoại thì nó cũng có những cái màn hình như là thêm của họ mới tham gia đó, rồi lên lịch, rồi các cái cài đặt. Đây, anh chị có thể thấy ở đây có một số cái ngôn ngữ ở trong Zoom hiện tiếng Anh thì mình có thể nhìn thấy này. Ví dụ như ấn vào cái phần này thì mình sẽ tắt mic này, hoặc là phần bắt đầu video này, để xem màn hình này, chat này, record này. Đó, anh chị có thể nhìn thấy đây. Thì khuyến khích là anh chị nếu mà sử dụng là người chủ trì ấy, thì mình sẽ đổi sang tiếng Việt thì nó sẽ dễ hơn. Đó. Đây là tất cả cái chia sẻ của em về phần cuộc họp Zoom. Thì anh chị có thể là mình có câu hỏi nào về phần này nữa thì anh chị có thể gọi lên chat nha. Đây, chia sẻ này thì cũng hơi nhiều ấy. Tuy nhiên em sẽ gửi lại cái slide để anh chị có thể theo dõi. Đây. Có một phần nữa thì nhân tiện từ buổi này thì em cũng có chia sẻ nhanh 1-2 phút. Đó là cái phần mà sử dụng Zalo. Tại vì cũng có nhiều anh chị ban phụng sự hỏi em là nhiều thông báo quá, làm sao để tắt thông báo đúng không ạ? Hoặc là làm sao để quản lý Zalo mà khi mà mình tham gia nhà chẳng hạn, hoặc mình tham gia, hiện tại có anh chị tham gia hành trình từ K1, K2, K3 chẳng hạn, thì để tay mình đang có trong rất là nhiều nhóm đúng không ạ? Thì làm sao để quản lý cái thông báo ở trong Zalo đúng không ạ? Sáng nay đếm ăn chua. Sáng nay làm sao để quản lý cái thông báo mình không bị loạn hoặc là không bị miss, không bị bỏ lỡ các thông tin tin nhắn. Đó. Như ví dụ như em tham gia từ văn hóa đọc ca văn hóa đọc vùng cao của năm 2021 chẳng hạn đến nay, mà mỗi mỗi hành trình thì có khoảng từ 60 đúng không ạ? 60 đến 100 nhà chẳng hạn. Mà em là sẽ tham gia vào tất cả nhà trong các hành trình đó. Thì hiện tại là trong Zalo của em có khoảng gần 1.000 nhóm, gần 1.000 nhóm Zalo, hình như cũng em không nhớ chính xác lắm. Đó thì làm sao để mình không bỏ lỡ các cái thông tin, hoặc là mình không bị điện thoại rung cả ngày, hoặc là không có cái tình trạng là mình muốn out nhóm đúng không ạ? Thường thường là em sẽ ít khi out nhóm, mặc dù em thường thường là nhiệm vụ trong đó. Đó. Thì sau đây em sẽ chia sẻ một phần nho nhỏ thôi về phần sử dụng Zalo cơ bản. Thì mình sẽ có thể là áp dụng vào trong phần mình quản trị quản lý cái nhóm Zalo. Nhiều anh chị ở đây cũng sẽ thắc mắc phần này đúng không ạ? Em thấy thỉnh thoảng lại có anh chị ao nhóm vì quá nhiều thông báo. Đây. Em hay sử dụng cái phần là phân loại nhóm Zalo. Nếu anh chị sử dụng trên máy tính ấy, trên điện thoại thì không có, nhưng mà trên máy tính sẽ có một phần là phân loại nhóm Zalo. Thì anh chị có thể nhìn thấy đây nha. Em sẽ chia sẻ luôn cái màn hình của em bây giờ. Màn hình Zalo của em này. Đó. Anh chị có thể nhìn thấy đây. Đây. Thì em có để tất cả cái phân loại đây. Phân loại nhóm Zalo ấy á. Thì mình có thể phân loại ví dụ nha. Có những cái nhóm người, nhóm thành viên trong Zalo hoặc nhóm Zalo, mình có thể phân loại thành những cái chủ đề. Hoặc là, ví dụ em phân loại thành nhóm tổng văn hóa đọc này. Thì sẽ có những cái nhóm này. Đó, mình sẽ có thể sử dụng vào mục đích gì này, mình sẽ phân loại. Khi mà mình ấn vào đây nó sẽ chỉ hiện lên những các nhóm này thì mình sẽ dễ dàng thông tin hoặc là dễ dàng nắm bắt thông tin hơn này. Hoặc là nhóm K6 văn hóa đọc chẳng hạn. Đó, thì em đang để đây các nhóm về K6 này. Hoặc là nhóm văn hóa đọc vùng cao này, 2023 này, K3, K4, K5 chẳng hạn. Đó. Đấy, anh chị có thể là cài đặt ở đây. Thì khi mà mình cài đặt mình sẽ thêm cái phần phân loại này như thế nào thì không biết là ở nhà mình có thể nhìn thấy nha, mình có thể thực hành luôn này. Đó, cái phần phân loại này. Đây. Đó, nó sẽ có các thẻ phân loại như này, mình ấn vào đây, nó có chữ phân loại.
mình ấn vào phần này, nó sẽ hiện ra các thẻ. Thì mình sẽ thêm phân loại này. Đó. Đấy. Có rất là nhiều phân loại. Thì cái mục đích của khi mà mình phân loại như này để mình dễ quản lý các cái nhóm Zalo. Ví dụ nha, mình đang thấy hiện đây là có các tin nhắn mới chẳng hạn. Thì mình sẽ ấn vào đây. Ví dụ K6 này. Đó. K6 sẽ có cái phần các nhóm Zalo như nào, nó đang có thông tin như thế nào. Đó. Mình có thể ấn vào đây, nó sẽ dễ dàng hơn này. Đó. Ví dụ như là anh chị đang ở nhóm K6 ban phụng sự chẳng hạn. Mình sẽ thêm phân loại ở đây. Anh chị nhìn thấy thao tác của em đúng không ạ? Nó sẽ hiện ra cái phần là ghim hội thoại này, phân loại này, tắt thông báo, ấn trò chuyện các thứ. Thì mình sẽ ấn vào phân loại và mình sẽ xếp cái nhóm K6 này và phụ sự này vào một cái phần nào đó. Đó. Thì khi mà mình muốn theo dõi, ví dụ hôm nay thời gian từ từ 8 giờ đến 17 giờ chẳng hạn là thời gian mà mình dành cho công việc cá nhân, công việc hành chính của mình chẳng hạn, ví dụ nha, em ví dụ, thì mình có thể là chỉ xem những cái thông báo ở trong cái phần công việc chẳng hạn. Còn sau đó, ví dụ sau 17 giờ mà mình đang muốn check thông báo ở K6 văn hóa đọc thì mình có thể ấn vào đây luôn. Đó, nó sẽ hiện ra cái thông tin mà mình có thể check, nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như em đang để ở đây chẳng hạn, ví dụ như một cái màn hình này của mình đây, anh chị có thể nhìn thấy nhé, rất là nhiều nhóm đúng không ạ, mà mình check từng nhóm chẳng hạn, nó sẽ rất là mất thời gian. Nó sẽ rất là mất thời gian. Thì anh chị có thể là sử dụng cái phần phân loại này để mình theo dõi tất cả các cái thông tin mà mình không bị lỡ. Thì anh chị có thể nhìn thấy đây. Và phần thứ hai là mình có thể là tắt thông báo của các nhóm mà mình không có gọi là tương tác thường xuyên nhé. Đây, ví dụ em tắt cái thông báo của đây, tắt thông báo của nhóm K6 ban phụng sự chẳng hạn, em ví dụ nha. Đó. Thì khi mà K6 ban phụng sự có tin nhắn ấy, thì mình sẽ không, khi mà điện thoại mình nó sẽ không hiện cái tin nhắn đó, sẽ không làm mình bị rối. Nhưng mà khi mà mình vào xem thì mình vẫn có thể theo dõi được thông tin trong đó. Thường thì có những cái nhóm, ví dụ như nhóm K3, K4 văn hóa đọc, thường em sẽ tắt cái thông báo. Đây, anh chị có thể nhìn thấy cái phần thông báo ấy, cái phần chuông ấy, loa này. Đây, thì em sẽ tắt hết. Đó. Nhưng mà mình vẫn có thể theo dõi các cái cuộc họp trong đây, các cái thông tin trong đây. Đó. Mà mình không cần rời nhóm. Đó. Anh chị có thể nhìn thấy nha. Thì cái phần này nó sẽ làm cho mình, nó sẽ giúp cho mình là mình không bị loạn khi mà nhận quá nhiều thông báo của trong các cái nhóm. Thì anh chị nhìn thấy đây, rất là nhiều thông báo đúng không ạ? Nhưng mà mình tắt hết thì nó sẽ giúp mình quản trị và mình vẫn có thể theo dõi cái cuộc họp trong Zoom. Và phần thứ tiếp theo là cái phần anh chị cũng sẽ hay sử dụng khi mà mình dùng Zalo, đó là phần gửi thông tin. Gửi thông tin thì có phần này em thấy mọi người cũng có hay hỏi chị An Thư giúp em khi rời nhóm mà không hiển thị thông báo trong nhóm đó. Cái phần này khi mà mình rời nhóm Zalo đúng không ạ, thì thường thường là sẽ vẫn hiện đấy ạ, không hiển thị thông báo trong nhóm. Có nghĩa là mình rời nhóm nha, không muốn mọi người biết đúng không ạ, thì cái phần này là nó sẽ không được chị ạ. Và mình khi mà mình rời nhóm nó sẽ hiện một thông báo là mình rời nhóm. Còn không biết anh chị có cái phần cách nào không nhỉ, nó sẽ hiện thông báo đấy. À đúng rồi, khi mà mình sử dụng máy tính, điện thoại nó sẽ chỉ có hai phần là ưu tiên và khác thôi. Còn mình sử dụng cái máy tính nhé. Khi mà sử dụng điện thoại thì nó chỉ phần ưu tiên và khác, còn máy tính mình sẽ có cái phần phân loại. Đó. Có một phần nữa thì em chia sẻ nhanh đây nha. Đấy, thì cũng quá giờ rồi. Đó là phần mình chia sẻ content cũng như là ảnh vào Zoom. Thì như anh chị hỏi là làm sao để mình chia sẻ ảnh cùng với content. Đó, thì bây giờ em sẽ thử chia sẻ nha. Đây, ví dụ như bây giờ anh chị, em sẽ chia sẻ vào ban phụng sự K6 chẳng hạn. Em sẽ lấy một cái đoạn chat. Đây, ví dụ như chị Huyền Sâu này, chị Huyền Sâu chia sẻ này. Anh chị có thể nhìn thấy vì sao là có người chia sẻ mà có thể kèm ảnh và content, nhưng có người chia sẻ thì lại chỉ có ảnh tách riêng và content tách riêng. Đó. Thì nếu mà anh chị muốn chia sẻ một cái thông tin mà mình kèm content chẳng hạn, thì anh chị có thể nhìn thấy đây này.
Thứ nhất là mình có thể là copy cái phần content trước này, có phần content này, khởi động trước buổi học này, đang phụ sức trang 6 chẳng hạn. Đó. Và thứ hai là mình sẽ vào phần máy tính chẳng hạn. Mình sẽ ấn vào ảnh, không biết anh chị đang nhìn thấy màn hình của em không? Đây. Máy tính chẳng hạn, mình sẽ lấy vào ảnh và mình sẽ copy cái ảnh này. Đó. Anh chị sẽ ấn chữ Ctrl C hoặc là mình sẽ ấn chuột phải vào ảnh này. Mình sẽ ấn phần copy. Đây. Phần copy ảnh nhé. Đó. Và mình sẽ copy, sẽ dán cái ảnh đấy vào đây. Đó. Thì khi mà anh chị copy ảnh mà mình sẽ không chọn cái ảnh ở trên thanh công cụ này nha. Và mình sẽ gõ content đây. Thì khi mà mình gửi ảnh và content nó sẽ cùng một một thông báo. Đó. Thì nhiều khi là khi mà mình gửi cái nội dung trong cuộc họp lớn chẳng hạn, thì mình sẽ gửi như này cho nó một trạng. Nó sẽ tránh cái phần là nó bị ngắt quãng giữa cái thông tin mình gửi. Đó. Ví dụ em gửi này. Đó. Anh chị có thể nhìn thấy này. Đó. Ảnh và content nó sẽ cùng một chỗ, nó sẽ nhìn rất là chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy đây. Hoặc là có một phần nữa, đó là cái phần mà chụp màn hình Zalo. Ví dụ như anh chị đang ở trong Zalo chẳng hạn, em sẽ chụp màn hình nha. Thì ở phần này, ở trong Zalo nó sẽ có cái phần cắt này. Đây là chụp màn hình. Thì có hai phần là chụp kèm với cửa sổ Zalo. Là mình sẽ chụp luôn cái cửa sổ Zalo này. Anh chị có thể nhìn thấy cái phần chia sẻ của em, đúng không? Và thứ hai là mình sẽ chụp không kèm. Thì thường em rất hay sử dụng cái phần này để chụp cái màn hình Zoom hiện tại của mình. Để khi mà mình truyền thông nóng hoặc là mình gửi tin, thì mình sẽ chụp không kèm màn hình Zalo. Đây, ví dụ như em chụp cái màn hình Zalo của em chẳng hạn. Màn hình Zoom của em chẳng hạn. Đó. Đó là hai cách mà mình có thể sử dụng khi mà mình chụp màn hình Zalo. Còn một số cái thao tác công cụ ở đây, khi mà anh chị sử dụng máy tính ấy, thì nó sẽ có rất nhiều cái công cụ. Ví dụ như gửi tệp này, gửi ảnh này. Đây, ví dụ như mình gửi ảnh ở đây. Đó. Mình gửi ảnh đây thì mình chọn luôn thì nó sẽ gửi luôn cái ảnh. Đây. Anh chị có thể nhìn thấy cái phần gửi ảnh nhé. Nó sẽ khác với cái phần mà mình chỉ gửi ảnh với content. Đó. Hoặc là mình tạo nhắc hẹn này. Đó. Tạo nhắc hẹn này thì khi mà mình sử dụng trong một cuộc họp, ví dụ 7:30 mình sẽ họp cùng nhà mình chẳng hạn, thì mình sẽ tạo nhắc hẹn đây để đến 7:30 mình tất cả những thành viên trong cái Zoom này, trong cái Zalo này sẽ nhận được cái thông báo đó. Đó, mình có sẽ tạo nhắc hẹn đây này, sẽ là một trạng này, có các thông tin này, chọn ngày nhắc hẹn này. Đó. À, có một số phần tạo bình chọn, tạo ghi chú này, anh chị có thể lưu ý này. Anh chị nếu mình sử dụng Zalo bình thường có được nhiều nhóm không ạ, hay phải Zalo đăng ký mua? À không chị ạ, em vẫn đang sử dụng Zalo bình thường đấy ạ, mình vẫn vào được rất là nhiều nhóm. Nhưng khi chị chuyển tiếp tin thì chỉ có ảnh không có content. Đây là một phần mà nhiều anh chị cũng có bị mắc phải. Thì đây để em sử dụng luôn nha. À, đây em thao tác luôn cho mọi người có thể nhìn thấy này. Tại sao mà khi mà mình chuyển tiếp tin mà nó chỉ có ảnh thôi mà không có content. Đây, ví dụ em chuyển tiếp cái tin này nha. Tin này thì có cả ảnh và content đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình chuyển tiếp này, anh chị có thể nhìn thấy đây. Cái mũi tên này là phần chia sẻ chuyển tiếp này. Trong điện thoại cũng vậy ạ. Có cái phần chuyển tiếp ạ. À, mình sẽ chia sẻ đây này. Thì khi mà mình chuyển tiếp ấy, mà mình không có, ở đây có một phần thêm mô tả này. Khi mà mình không có thêm mô tả ở đây, thì khi mà mình chuyển tiếp nó sẽ chỉ hiện ảnh thôi. Đó, anh chị có thể nhìn thấy đây. Nó sẽ chỉ hiện ảnh thôi. Vì trong điện thoại mình cũng thế. Nếu mà mình chỉ ấn vào chia sẻ và mình chọn cái người mình chia sẻ, thì nó sẽ chỉ có gồm cái hình ảnh mình chia sẻ thôi. Còn khi mà mình cần thêm cái nội dung để gửi cho người khác ấy, thì mình sẽ ấn vào cái phần mô tả và mình chia thêm cái nội dung đó. Và mình ấn phần chia sẻ. Đó. Thì thao tác này nếu mà mình sử dụng trên máy tính nó sẽ khá là đơn giản. Hoặc mình sử dụng trên điện thoại. Thì mình sẽ ấn vào phần chọn này. Và mình copy tin nhắn. Ở trong điện thoại cũng vậy đấy. Anh chị có thể thử thao tác nha. Ở trên điện thoại cũng vậy đấy. Trên điện thoại thì mình sẽ ấn vào cái phần đó. Thì nó sẽ có phần copy tin nhắn. Thì nó sẽ hiện lên là copy ảnh hoặc copy nội dung. Copy tin nhắn. Thì mình sẽ ấn vào copy tin nhắn. Và mình sẽ ấn vào cái phần chuyển tiếp này. Và mình sẽ gọi là dán cái phần tin nhắn đấy vào cái phần mô tả này.
thì khi mà mình chia sẻ nó sẽ hiện ra cả hình ảnh và cả content. Đó. Anh chị có thể thao tác phần này, hoặc là nếu anh chị chưa hình dung rõ thì em sẽ quay lại cái phần chia sẻ màn hình về cái phần sử dụng trong điện thoại để anh chị có thể hình dung. Ra trong điện thoại thì nó có phần iPhone và phần Samsung ấy, phần Android và phần iOS thì nó sẽ khác nhau. Hình như phần Android hình như nó cũng không chia sẻ được cái copy tin nhắn. À, thì sau buổi hôm nay nếu anh chị có quan tâm thì em sẽ record lại cái phần đó. Điện thoại của chị không có phần copy tin nhắn đúng không ạ? À, hình như điện thoại sử dụng Android nó sẽ không có phần này. Thì em sẽ tìm hiểu thêm và em sẽ gửi lại cho anh chị nha, về cái phần mà chia sẻ content và ảnh kèm theo khi anh sử dụng điện thoại. À, thì đây là một số cái phần về Zoom em chia sẻ thêm, à Zalo em chia sẻ thêm, tại vì có khá nhiều anh chị hỏi phần này. À, anh chị có thể là nếu mà anh chị đang mắc phần nào nữa thì anh chị có thể gọi lên chat hoặc là ban tổ chức sẽ tổng hợp lại nha. Em sẽ gửi lại cái slide này ạ. Nếu anh chị có hiểu hơn về phần tổ chức một cuộc họp Zoom cũng như phần mình quản lý Zalo dễ hơn không ạ? Thì hơi bị quá giờ rồi thì em xin chuyển mic cho anh Mạnh nha. Anh Mạnh đang tắt cam đúng không ạ? Anh Thư ơi, cho chị hỏi một chút, nghĩa là em sẽ hướng dẫn mọi người luôn cái cách mà thả tin, thả like á, trong trường hợp mà có thích khách á, mình đẩy tin nhắn á, đẩy cái tin nhắn đi, nghĩa là làm nhanh, nghĩa là mình tạo các cái icon mà nó nhanh á. Đấy. Hoặc là nhiều để nó đẩy nhanh. Thêm cái phần đấy nữa cho mọi người. À, anh chị có thể thử luôn nha, bây giờ mỗi người sẽ thả khoảng 10 cái icon chẳng hạn. Thì anh chị sẽ làm cái thao tác, tại vì hiện tại là em đang sử dụng Zoom cho nên không chia sẻ được cái phần Zoom này. Anh chị có thể thử luôn nha. Mình sẽ tạo một cái icon này. Ví dụ như chị Diễm này, mình có thể đang sử dụng máy tính chẳng hạn, mình sẽ copy, sao chép cái phần icon này và mình dán rất là nhiều. Đây, ví dụ như em không có gõ nha, mà em chỉ copy của chị Diễm thôi, nhưng mà em dán rất là nhiều lần trên cái phần ô chat ấy. Đúng rồi, như anh Vũ Ân chẳng hạn này. Đó, mình sẽ copy và dán icon. Đó, giống như chị Tệ Mai. Mọi người biết sử dụng rồi đúng không ạ? Khi mà có thích khách chẳng hạn, mình sẽ dán rất là nhiều icon như vậy. Nó sẽ đẩy được cái thường thường thích khách ạ. Bây giờ thích khách sẽ ít khi gây náo loạn trong Zoom qua phần video. Tại vì thường mình sẽ cài đặt là tắt video. Nhưng mà thích khách sẽ thường sẽ gọi là thả những cái tin nhắn nó không được lịch sự cho lắm trong cái phần, hoặc là tin nhắn quảng cáo trong cái phần ô chat. Thì khi mà có những cái tin nhắn như thế thì đội vệ binh Zoom chẳng hạn, hoặc là tất cả anh chị trong Zoom, mình sẽ cùng thực hiện cái thao tác là mình sẽ thả những cái icon rất là dài như này đúng không ạ? Đó, tất cả anh chị cũng có biết rồi đúng không ạ? Thả những cái icon như vậy nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là đẩy cái tin nhắn không lịch sự lên phía trên và nó sẽ hiện ra những cái hoa tin này. Ra cái phần này mình cũng hạn chế, tại vì nó sẽ hay bị trôi tin nhắn, thì mình có thể là thả icon, hoặc là những anh chị nhanh có thể là thả những cái tương tác ba góc chẳng hạn. Ví dụ tạo một bài thơ, viết một bài thơ, hoặc là viết cái tin nhắn ba góc chẳng hạn đó. Anh chị có phần thắc mắc nào nữa không ạ? Thì sau cái phần này em sẽ gửi lại slide nha. Thực ra nhìn slide với anh chị thực hành ấy, mình mở Zoom và tự thực hành ấy, nó sẽ gọi là vỡ vạc ra hơn nhiều. Cảm ơn anh, tất cả anh chị đã ngồi quan tâm. Dạ, em xin chuyển mic cho ban tổ chức nha, anh Mạnh, chị Huyền. Em cảm ơn An Thư rất là nhiều. Ở cái phần đấy, chủ như thả tin thả like mà cái số lượng nhiều luôn ấy, là cũng là một trong những cái phần mà copy nhanh ấy, copy nhanh ấy, là Mạnh ấy ghim nhầm rồi, ghim cái bên kia cơ, cái bên đấy nó không có tiếng. Máy tính đang bị một tình trạng, một cái có tiếng, một cái thì không có hình ạ. À, thì
thì là một phần của trong trong đội vệ binh ạ. Đấy thì sau này khi mà chúng ta vào trong hành trình rồi, ai mà có mong muốn cống hiến thêm ở cái phần tham gia vệ binh thì chúng ta cũng có thể đăng ký để được vào trong cái đội đấy, thì sẽ được học thêm nhiều cái kỹ năng thêm nữa. Còn em nghĩ rằng với mỗi ban phụng sự ạ, thì cần những cái phần nội dung này An Thư chia sẻ là đủ rồi ạ. Đúng không ạ? À đây có Thu Hoài đang nói bộ lọc video chỉ có chữ no. Cái gì đó? Cái màn hình của em nó bị che rồi. Là sao ạ? Thì An Thư có thể kiến giải thêm một cái chỗ đấy. Nội dung Zoom hôm nay thì hơi khác một chút nha, nên cả nhà không sợ bị lố giờ lắm đâu ạ. An Thư có thể chia sẻ thêm khoảng mấy phút nữa được ạ. À, chị Hoài hỏi là bộ lọc video chỉ có chức năng đúng không ạ? Bộ lọc video. À, chị ơi, khi mà mình chọn cái phần nền ảo ấy mà mình muốn thay đổi cái icon nhé, thì mình sẽ chọn vào phần đây, chọn nền ảo nha chị. À, còn bộ lọc video nó sẽ không được khi mà mình đang sử dụng cái avatar, cái tài khoản Zoom, thì mình sẽ chọn nền ảo nhé. Tất cả những cái nền mà hiệu ứng đấy ạ, thì tất cả những cái icon cũng như những cái ảnh đại diện ấy, nền ảo ví dụ như mình đúng rồi, mình thêm background chẳng hạn đó, thì mình sẽ sử dụng kiểu trong cái phần chọn nền ảo, còn phần bộ lọc video mình sẽ không sử dụng chị nhé. Chị Hoài có thể thử lại nha, sẽ có phần là chọn nền ảo ấy, cái phần đầu tiên nhé. Anh Mạnh đó, anh lại có thể chia sẻ luôn đó, ở trong cái video anh Mạnh mọi người có thể nhìn thấy á. Ra thì cái bộ lọc video chính là cái video filter đấy đúng không? Thì chị thử cài lại phần mềm xem ạ. Thì có khi mà em mới mua máy mới á, thì có thể là do win thì khi đó là em được cài cho win 11 ạ, thì khi mà em cài phần mềm Zoom vào thì nó cũng như của chị, thì mình xóa cái phiên bản đấy đi, mình cài lại xem ạ. Ảo nhỉ, ghi mang thư để cho nó. Hoặc là có một phần nữa là bây giờ em thấy Zoom có rất nhiều phần, như vừa nãy có anh chị hỏi về chị Huyền có hỏi về phần thích khách ạ. Thì trong Zoom bây giờ hiện tại Zoom cũng cài đặt rất là nhiều phần khi mà mình tương tác ở trong ô chat đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình có thể trả lời trực tiếp cái tin nhắn của anh chị trong ô chat này. Ví dụ em trả lời đây, trả lời chị Diễm chẳng hạn này. Đó. Đó mình có mình có thể trả lời trực tiếp cho tin nhắn chẳng hạn, hoặc là mình có thể xóa luôn tin nhắn, đúng rồi. Vừa nãy em quên chia sẻ phần này, thì có phần là mình có thể là trả lời trực tiếp tin nhắn của mọi người này, hoặc là mình có thể xóa luôn. Mình có thể ấn vào cái phần gần tin nhắn nhé, nó sẽ có dấu ba chấm. Ở đây có phần là sao chép này hoặc xóa này. Ví dụ em xóa tin nhắn của anh Mạnh nha. Đó, thì anh chị có thể nhìn thấy là tin nhắn của anh Mạnh vừa nãy bị mất rồi đúng không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy này, hoặc là chị Diễm này, hoặc là anh Vũ Huân nha, tin nhắn mà anh cũng bị ấy. Đó, em có thể xóa tin nhắn này, anh chị có thể nhìn thấy này. Đó, thì mình có thể sử dụng một trong hai cách đó, ví dụ mình xóa tin nhắn hoặc là mình đẩy icon. Đó rồi ạ. Cảm ơn An Thư rất là nhiều. Chắc chắn là với cái sự chia sẻ của ngày hôm nay đúng không, sáng buổi ngày hôm nay thì rất là hữu ích với các ban phụng sự nhà mình. Ai mà còn chưa rõ nữa thì ta xem lại đúng không ạ, để thực hành. Để còn cái phần nào mà phát sinh nữa thì nhà mình cứ sẽ chia sẻ sau nhá. Thì sẽ có những cái phần bổ sung các cái kỹ năng sau đấy ạ. Thì hôm nay thì là do cái đặc thù của cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay đấy, thế nên là nó sẽ bị quá giờ so với mọi hôm. Và cái nội dung đây, nhờ Mạnh chia sẻ cái phần nội dung Zoom nhỏ ấy ạ, cũng có một chút phải thay đổi so với cái timeline của hôm trước em soạn sẵn à.
Thì em đã gửi trong nhóm đấy ạ. Chia sẻ lên. Đây, thì không biết là hôm qua các phụng sự viên nhà mình đã vào hết ở trong Zoom chưa? À, trong tham gia cái Zoom hỏi đáp cùng với ban tổ chức ấy ạ. Thì không biết là nhà mình có tham gia trọn vẹn hơn. Thì có một cái mục đó là cái link đăng ký của mình sẽ gia hạn đến 21 giờ ngày 21 tháng 2, 2023. Và sau đấy thì vẫn có một cái đó là trong ngày 23 sẽ có phần phân chia học viên về các nhà, chúng ta sẽ nhận học viên đưa về các nhà ạ. Thì như chia sẻ ngay từ đầu, đáng nhẽ cái buổi ngày hôm nay là em dành cho thứ tư cơ, nhưng mà hôm nay phải chia sẻ trước cái phần trò chuyện với chúng ta, đó là hiện nay thì phụ sự viên của chúng ta là có 6 xóm, ban đầu là 42 thành viên nhưng hiện tại là đang là 45 thành viên đấy, theo danh sách đấy ạ. Và đang có sự phân chia không đồng đều. Đây là cái em chia sẻ nhá. Nhà mình cái đoạn này nhà mình sẽ quay về ba lời thề từ tâm ạ. Nhớ lại ba lời thề từ tâm là gì nhá. Và trong hành trình trong 45 phụng sự viên này thì em biết rằng cũng có những phụng sự viên đã đang nhận một số các cái nhiệm vụ. Có người thì biết trước ngay từ đầu, có người thì chưa biết, mới nhận nhiệm vụ. Quan trọng hơn, cấp thiết, đặc biệt hơn đấy của ban tổ chức thì sẽ có những đồng chí sẽ không tham gia phụng sự kiến tạo ca 6 mà đào luyện thôi, và sẽ đi phụng sự các cái hành trình khác ở trong dự án trí tuệ Việt Nam đấy. Có một số các đồng chí thì em sẽ không nêu tên ở đây. Thế nên là cũng mong muốn ở trong cái sẽ nói qua một số các cái tiêu chí mà dành cho phụng sự viên kiến tạo ca 6 ngay cái buổi tâm thế đầu tiên của Thủ lĩnh Công Minh. Em vẫn nhấn mạnh lại nó sẽ khác với cái tâm thế của những phụng sự của ca trước, vì năm nay tiêu chí đó là nhân bản trí, tinh hoa nhân, tối ưu tài vật. Thì em mong rằng là mỗi phụng sự viên chúng ta sẽ tinh hoa nhân ạ, ít nhưng mà thật chất lượng, không lấy theo số lượng, và có một số các tiêu chí như này để khi chúng ta cũng rõ được phần nào, để khi vào trong cái trong xóm sẽ có những hội ý với nhau ạ. Thứ nhất là phải dành thời gian tham gia các buổi Zoom cùng học viên, đó là 4 buổi của ban tổ chức ạ, và một buổi Zoom xóm của mình. Cái này thì có thể, cái buổi Zoom xóm thì có thể tùy mọi người, miễn làm sao mọi người có cách thức trao đổi, họp cũng được, hoặc là chỉ nhắn trên trong xóm mình thôi cũng được, thì cái đấy ban tổ chức sẽ không tham gia nha. Nhưng mà cần có một cái buổi Zoom xóm, vận hành Zoom xóm ạ. Một buổi một tuần, thường nó sẽ diễn ra vào thứ bảy đấy, hoặc là tối thứ sáu, thì đấy thì tùy từng xóm vận hành. Và cái cách thức vận hành Zoom xóm này là bắt buộc, vì là triển khai toàn hành trình luôn ạ. Như nếu như ai mà tham gia phụng sự từ trước ấy thì thấy rằng là khuyến khích là tổ chức thôi. Dụ như là có xóm của anh Huân thường xuyên anh duy trì được điều đấy. Nhưng ở K6 này là bắt buộc duy trì cái điều đấy ở tất cả các xóm ạ. 6 xóm sẽ cần có một cái buổi sinh hoạt với tất cả các học viên để mà có những cái bài tập tuần hay có những cái nội dung phù hợp để góp phần một cái nội dung trong Zoom là. Đấy, thì cái này cũng tùy vào nội dung của từng tuần mà sẽ có cái nội dung cho mọi người. Và phụng sự viên trong các xóm này thì sẽ làm ban tổ chức coi như ban tổ chức nhỏ, chúng ta tập làm ban tổ chức luôn, và chúng ta vận hành ở trong đấy, điều hành vận hành ở trong cái xóm của mình. Và Zalo ạ, khác với những năm trước là Zalo ban cán sự, thay vào đấy là Zalo tất cả các học viên sẽ cùng ở trong cái xóm đấy ạ, trong cái xóm đấy. Tại vì qua cái sự quan sát của các hành trình trước, đôi khi ban cán sự ở trong đấy nhưng bận xong cũng chẳng họp, không họp và lại cũng không phát huy được hết vai trò của mình. Trong khi đó có những học viên ở trong nhà không thích làm ban phụng sự nhưng họ lại phát huy được cái sự cống hiến hoặc là cái sự thể hiện cái tài năng, cái tiềm năng của mình nhiều hơn. Thế nên là, và trong cái tiêu chí của K6 này đó là lục hòa, đội nhóm đoàn kết hơn đội nhóm thành công, nghĩa là có cái sự gắn kết với nhau ngay như ở ban phụng sự chúng ta, đúng không ạ?
khi mà bị mất tỉnh thức thì không phải chỉ cá nhân mình phải thụt dầu, được thụt dầu mà tất cả xóm mình cùng nhau có cái sự luật chơi là của cả xóm, thì với học viên cũng sẽ áp dụng như thế, nhưng mà cái hình thức nó nhẹ nhàng hơn một chút ạ, cái thời gian nó sẽ được kéo dài hơn. Ban phụ sự chúng ta để như thế thì nó có cái sự gắn kết, có sự thân hòa, cái lục hòa nó sẽ được phát, nó sẽ được phát huy tối đa. Đấy thì em cũng mong muốn là đây, sau đây chúng ta sẽ vào dung nhỏ ra thì có thể là chia sẻ nhanh, hoặc là cũng có thể là nếu như mà bị bận cái thời gian mà bận cái thời gian mà đi đi làm rồi ấy, mình cũng thể rời Zoom, nhưng sau đấy thì sẽ có những cái phản hồi, sẽ có những cái phản hồi trong nhóm nhá, hoặc là trực tiếp với em ạ. Nghĩa là bây giờ là đến lúc mà sau khi chúng ta vào cái Zoom nhỏ, chúng ta hội ý rồi thì chúng ta có thể ra và có một cái cam kết từ tâm. Em không dùng từ xác quyết ạ, xác quyết xong rồi cũng quên thôi, mà mình cần có cái cam kết từ tâm với chính bản thân mình, không phải cam kết với ai cả, bản thân mình sẽ đi trọn vẹn hay không, hay ai bị ở đây chúng ta sẽ phân tích cái nguồn lực của chúng ta. Vì em biết rằng có những phụng sự viên là đang phụng sự hai hành trình đấy, thì nó sẽ bị quá sức đấy ạ, nó sẽ bị quá sức khi vận hành, hoặc là nếu như vẫn đam mê mong muốn phụng sự hai hành trình như vậy thì phải có phương án, có những cái định hướng hay là cách giải quyết cùng với trong xóm của mình, có một cái thuận lợi là vận hành theo xóm, cả xóm sẽ chung tay, thế nên là cũng có cái sự đỡ hơn. Ví dụ như đợt vừa rồi có bạn Thanh Tâm đi thiềm thì cả xóm, thậm chí là cả làng luôn, đúng không ạ, chung tay và hỗ trợ cái phần mà bạn ấy chưa hoàn thành bài tập, nhưng sau đấy thì bạn cũng phải xem lại các record, các nội dung để có thể bám sát được hành trình hơn đấy, chứ không phải vì thế mà chúng ta ỉ lại nha, ỉ lại xong kệ cho xóm vận hành thì không có chuyện đấy. Nếu như ai mà có một cái gọi như là cái tâm ý hay một cái khởi lên một cái suy nghĩ như vậy thì em sẽ có buổi nói chuyện riêng và chúng ta sẽ dừng hành trình. Đấy thì với cái mong muốn như vậy thì ngay sau đây thì nhờ Mạnh sẽ chia sẻ Zoom. Nó cũng quá một chút thì chia sẻ 15 phút thôi cũng được nhá, 15 hoặc 20 phút, nếu ai bận thì quá giờ thì có thể rời Zoom để đi làm ạ. Thế nhưng trên tinh thần là sẽ có cái phản hồi lại với em hoặc là với các thành viên ở trong xóm ạ. Sau đấy thì có một cái phần nữa, đó là mình một là phản hồi trực tiếp, sau đấy thì cũng phải có một cái bài tập bắt buộc, đó là sẽ đăng cái cam kết từ tâm của mình ở trong cái nhóm K6 hành trình kiến tạo văn hóa đọc ấy, trước ngày 23 tháng 2 2023. Không biết cả nhà mình đã rõ chưa? Mời trải có có đúng không? Ok rồi, Trang Môn chia sẻ rồi, chị Hoa chia sẻ cho à, chị Hoa chia sẻ. Thấy chưa, xóm hai lúc nào cũng thế mà. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em phụng sự trong Zoom. Mình xin thay mặt cho xóm 2 chia sẻ nội dung buổi thảo luận hôm nay. Đấy, lại nhảy nhôi đấy. Với cái buổi thảo luận hôm nay thì ở cái nội dung thứ nhất là mọi thành viên cùng nhau chia sẻ về cái nguồn lực của bản thân khi mà tham gia phụng sự trong hành trình kiến tạo văn hóa đọc K6. Thì tất cả nhóm của mình trừ hôm nay đó là bạn Dung và bạn Trang có việc đột xuất nghỉ, thì chúng mình đều cam kết là đi trọn vẹn hành trình. Cụ thể là khi mà đi cùng với các học viên K6 thì chúng mình sẽ tham gia đầy đủ các buổi học cùng với học viên, chăm sóc học viên này, giải đáp thắc mắc rồi hỗ trợ học viên khi cần thiết, tổ chức hiểu thương đối với học viên, và nói chung và chốt lại là tất cả nhóm của mình khi thảo luận vừa nãy thì sẽ đồng hành trọn vẹn cùng với cả học viên trong hành trình, cam kết là sẽ đồng hành từ tâm cùng với cả học sinh học viên. Em xin cảm ơn xóm hai. Xin cảm ơn xóm hai nói thế là hiểu tâm ý rồi ạ. Và chúng ta sẽ có một cái bài đăng hoặc cam kết giống như kiểu của em hay là chia sẻ đấy,
cái tâm tư nguyện vọng của mình ở trong cái nhóm mà K6 hành trình kiến tạo văn hóa đọc nhá. Thế còn ai đó mà có thể đăng trên trang Facebook thì tốt hơn, thì càng tốt ạ. Thế ạ. Xóm 4 muốn chia sẻ trước nhưng mà nhường cho xóm 1 được không ạ? Xóm 1 đây bà mẹ 4 con đây ạ. vì đồng chí Thủy này chắc là chia sẻ nhanh thôi ạ. Đây bà mẹ 4 con. Xin chào tất cả mọi người. Còn nhóm 1 em thì cũng là tất cả mọi người cũng là bận nên là cũng là đầu ngày nên là mọi người cũng xin phải giao ra trước. Thì trong cái sự thống nhất của nhóm của em thì đúng là hầu như cái nhóm này là số 1 nên là ai cũng rất là bận bịu. Nên là thống nhất chung trong cái thời gian mà mọi người đi sẽ phụng sự cho ca 6 mà để làm tốt công việc thì là mọi người sẽ thống nhất chung là cố gắng là mỗi một ngày sẽ là 60 đến 90 phút một ngày. Và trong quá trình mà bọn em cũng phân tích ra thì đưa ra rằng là cái quá trình khi mà hành trình K6 khi mà bắt đầu hành trình học trong 2 tháng thì có 3 cái thời điểm là chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, thì lúc đấy là mọi người sẽ phải tập trung dành thời gian nhiều hơn, một ngày có thể đến 1 đến 3 tiếng. Đấy là chính tại vì là một tuần đầu tiên của cái bắt đầu hành trình và cái tuần thứ hai là khi bắt đầu chuyển giao cuốn sách từ cuốn sách ngày thầy sang cái cuốn sách đầu tuần đầu tiên của tôi tự học. Tuần thứ hai này là cái thời gian sang tháng thứ hai thì mọi người bắt đầu tinh thần họ đau xuống. Nên là mọi người cũng phải có khi phụng sự sẽ dành thời gian nhiều hơn để hỗ trợ mọi người, hoặc là thậm chí là mình sẽ phải làm những cái thao tác tư tưởng để mọi người sẽ đi tiếp cái hành trình tiếp theo. Chứ có cái tuần thứ hai là tuần đầu tiên của tháng thứ hai là mọi người hay down và mọi người có cái tinh thần là nhụt ý chí trong học tập. Và một cái tuần bận bịu nữa mà chúng ta phải dành thời gian nhiều hơn nữa là cái tuần cuối cùng khi là làm cái đề án tốt nghiệp đấy ạ. Thì mọi người cũng thời gian dài nhưng mà cũng nản, và hai nữa là tinh thần học tập cũng rệu rạo. Đây là chính vì thế là mình cũng phải giải quyết việc cũng thôi thúc và cách làm việc làm sao tinh thần cho cả đội người ta đoàn kết. Cái giải pháp mà bên em làm việc với trong 3 tuần này khó khăn thì cái tuần đầu tiên là việc mà mình đón nhận cái học viên mới, nên là bao giờ cũng sẽ mỗi người sẽ có một cái thời gian và trả lời mình khác nhau, nên người ta cũng luôn luôn khi mà nhận thông tin gì người ta cũng rất muốn là hỏi mà mình trả lời luôn. Nên thường có là đa người ta sẽ nhắn tin thì mình cũng nên cố gắng dành thời gian là như nhóm em là hỗ trợ là giáp viết là giải quyết công việc phải đúng việc và phải nhanh, có nghĩa là giải quyết công việc nhanh luôn tại thời điểm. Và thứ hai nữa là những cái thời nhất là cái tuần đầu tiên ấy, khi mà các học viên có cái học viên mà tinh thần đấy, họ có thể nửa họ muốn học hay không muốn học rời đi ấy, thì mình cũng phải có những cái gọi là cái sự cứng rắn cương quyết trong cái vấn đề mà lựa chọn là cái học viên đấy nên ở lại tiếp hay là không nên ở lại tiếp. Nếu như ở lại tiếp thì mà người ta không có sự tương tác với tất cả đội nhóm thì người ta dẫn đến tạo cái nản của rất nhiều người khác trong cái nhà của mình học. Nên là mình cũng nên phải hỏi rõ ràng những cái học viên đấy xem là người ta có thực sự mong muốn cái nhu cầu mục đích của học hành trình này là gì, người ta mong muốn học ra sao, và tận mình qua đó và cũng hỏi rõ xem là người ta muốn là đi tiếp cái hành trình này đến cuối cùng không, hay là ngay thời điểm đầu người ta đã có sự nản chí thì mình nên xin là mình cũng nên trao đổi với họ là mình để họ vào, nếu mà có duyên thì sẽ tham gia vào cái hành trình sau thay vì là tiếp tục cái hành trình K6 này. Đấy ạ, đấy là cái cách giải quyết của công việc của em với cái hành trình đầu tiên. Còn với cái hành trình giữa và cuối thì bao giờ là sẽ là ngay từ hành trình đầu tiên mới bắt đầu chúng ta cũng phải hỗ trợ và hướng dẫn cho các học viên trong nhà đấy cùng nhau thảo luận đưa ra được cái quy định và nguyên tắc làm việc của nhà, hay gọi nói chung là cái nội dung ấy của làm việc của thao tác của nhà, và thời thảo là thời gian mà họ sẽ cùng họp với nhau và cách làm việc như thế nào để họ sẽ thống nhất ngay từ ban đầu, tránh để cái việc mà người ta không có cái sự mà
cùng nhau xác quyết và cùng nhau thống nhất cái cách thức làm việc, sẽ mỗi người một tư tưởng nó sẽ lệch lạc thì là sẽ dẫn đến là giữa chặng đường là sẽ dễ nản và người ta sẽ mệt. Nếu như là chỉ có một người lúc nào công việc chỉ tập trung vào một người là xóm trưởng thôi hoặc là xóm phó thì là người ta sẽ nản những người khác, người ta cũng không muốn muốn làm đấy. Và hai nữa là cái giải quyết mà nhanh, giải quyết công việc ấy, mình cũng sẽ đưa ra tương tác với họ để làm sao mà mỗi người phải có một cái nhiệm vụ để làm. Thì thay vì là mình sẽ trước như trước đây là mình chỉ dành cho tập trung vào một người làm xóm trưởng, thì mình có thể đưa ra cái định hướng cho người ta là gì, thời gian có 8 tuần đấy, thì có thể là mỗi một người hoặc làm xóm trưởng lấy 1 tuần hoặc 2 tuần để cho mỗi người phải tạo cái việc gọi là để đặt việc đến tay là người ta phải làm, người ta có tinh thần để làm việc hơn. Người ta quyết định yêu cầu là phải người ta phải cái có sự tập trung trong công việc hơn và tập trung trong việc học bài hơn. Đấy ạ. Và cái thứ ba mà bên em sẽ nhóm em xác định để giải quyết cái việc mà khi với cái những học viên mới bắt đầu làm ấy, phải đưa người ta yêu cầu hết rõ, tất cả người nào phải xác quyết rõ cái mục đích này, mục tiêu để người ta học cái hành trình văn hóa và cái mong muốn học hành trình văn hóa K6 này của người ta là gì. Đấy, để mình cũng định hướng cho người ta là nên tham gia tiếp tục hay là dừng lại hành trình ạ. Đấy ạ. Đấy là những cái mà xóm 1 của bọn em đã trao đổi và đưa ra cái quyết định chung để trong cái việc mà giải quyết cũng như là cách hỗ trợ làm việc với quá trình K6 này ạ. Hành trình văn hóa K6 ạ. Em xin hết ạ. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Thì không biết là xóm 1 thì mọi người có thành viên nào? Ở đấy thì thấy cũng ít thành viên tham gia đúng không? Thì trước ngày, trong ngày hôm nay cũng có thể nhờ Thủy sẽ truyền tải lại mọi người đồng đội mình trong xóm 1 có ai bị nguồn lực quá tải không hay gì đấy thì có thể ví dụ như muốn dừng hoặc là ví dụ đấy là chiến lược đúng không? Thì đó là chiến lược. Đấy, khi mà làm riêng một mình thì có thể là không đi trọn vẹn được hành trình là phải dừng, nhưng đôi khi có đồng đội, chúng ta có chiến thuật chiến lược thì vẫn có thể tham gia được hành trình và vẫn có một cái thông điệp mong truyền tải mọi người là chỉ cần chúng ta muốn ạ, chúng ta sẽ có cách đúng không ạ? Không chỉ trong xóm mà cả làng luôn. Đúng không ạ? Thì xin cảm ơn xóm 1 rất nhiều. Ở đây tớ cũng chia sẻ luôn là nhóm tớ thì là tất cả mọi người trong cái cuộc họp trước là xác quyết là đi là dài, thì người ta sẽ cố gắng phân bổ thời gian và cái làm với cái K6 này trong cùng xóm của tớ sẽ vẫn đi tiếp, và trong quá trình người ta sẽ bên đội của nhóm nhà tớ sẽ tương tác hỗ trợ nhau. Có nghĩa là nếu như người nào mà có khó khăn thì những cái xóm người thành viên khác sẽ hỗ trợ cho người đấy để giải quyết những công việc như nào để sau là cùng nhau đi hết cái hành trình. Đấy thì còn lại là mọi người sẽ thống nhất là vẫn cố gắng tối thiểu dành thời gian một ngày là dành 60 đến 90 phút cho cái hành trình văn hóa đọc này, K6 này. Đấy, cảm ơn xóm 1 rất là nhiều. Khi mà được nghe như thế này thì chúng ta cũng yên tâm hơn đúng không ạ? Vì thấy xóm 1 rất là bận rộn. Thế nhưng mà các cái nội dung chính cần biết và nên biết thì đều nắm được đúng không ạ? Đoạn đầu hơi bị mất tỉnh thức tí, nó gọi bom toàn xóm. Nhưng sau đấy là bắt đầu nó va thì nó có bài học ạ. Rồi cảm ơn xóm 1. Không biết xóm 4 còn đây không ạ? Các xóm khác nếu như mà chúng ta bận đi làm thì chúng ta cứ rời dung, sau đấy cái nội dung này mình sẽ đánh ở trong xóm của mình nhá. Gửi trong xóm của mình coi như cái biên bản ấy, cái nội dung và gửi lên cả cái nhóm K6 hành trình ban phụ sự nữa để cho các xóm khác cũng nắm được thông tin ạ. Xin mời xóm 4 nha. Xóm 4 đại diện chia sẻ đúng không? Các bạn kêu có thể đi làm. Một hai em chia sẻ học ơi. Dạ vâng ạ. Em thấy mọi người vẫn chưa lên thì có phải chờ mọi người không em cứ chia sẻ đi. Chia sẻ. Vâng, hiện tại thì vì nguồn lực nhóm em thì có chị Vân với chị Thơm là hiện tại đang tham gia chính kiến, cho nên là cũng đang hai chị cũng đang phân vân là sẽ cũng có thể là sẽ cố gắng, nói chung là cũng cố gắng là sẽ tham gia nhưng mà sợ nhiều khi cũng quá tải. Còn các thành viên khác thì là đều hiện tại là cũng chưa có vướng mắc gì. Em cũng muốn hỏi ban tổ chức để xác nhận lại là khi mà tham gia K6 thì là cả ban phụng sự và các thành viên sẽ cùng tham gia cùng với nhau hay
nên là trong ví dụ như ví dụ một phụng sự viên mà có vướng mắc gì đó thì những phụng sự khác có thể hỗ trợ luôn cùng được không? Có, mình đang vận hành theo cái đấy đấy. Tại làm sao mà đào luyện trong xóm với nhau á, mọi người có sự thân hòa với nhau là vì thế đấy. Vì một người thì sẽ rất mệt, nhưng mà ví dụ như thời ví dụ cái thời điểm này như cái xóm một vừa nãy cả nhà mình nếu mà có nghe ấy, đúng không ạ, thì có những bạn sẽ bị hạn chế nguồn lực vào cái thời gian này, ví dụ các cô giáo chẳng hạn sẽ có những cái thời điểm mà thi giữa kỳ, đúng không ạ, thi giữa kỳ kỳ 2 thì sẽ bị bận đấy, thì những thành viên khác sẽ hỗ trợ. Và lại tại làm sao mà nói rằng các phụng sự viên hoạt động trong xóm có ở trong xóm luôn, và tất cả các học viên ở trong xóm cũng thế, vào trong cùng một xóm. Ngoài ra vẫn có nhà riêng nhá, nhà riêng, thay vì trước đây là ban ban cán sự thì không có cái ban cán sự nữa, mà là ban cả xóm đấy luôn, để cho các học viên đều biết mặt ban phụng sự của xóm mình, nghĩa là phụng sự viên trực tiếp phụng sự nhà mình mà có vắng thì ít nhất cũng ới được những cái phụng sự viên khác ở trong xóm mình để hỗ trợ. Thì đấy là cái ý nghĩa của hoạt động xóm và cái mô hình mà các phụng sự viên trong xóm hoạt động với nhau. Như vừa nãy có Uyên Trần, một số các đồng chí có chia sẻ rằng là cái học tránh kiến 3H đúng không ạ? Không biết là học đến bao giờ thì sao? Ví dụ như là mình sẽ bị trùng trùng một số buổi, đúng không? Ví dụ như cái đào luyện ban phụng sự K6 này này, bắt đầu từ tuần trước là bắt đầu các đồng chí học 3 buổi tối đúng không? 2, 4, 6 hay sao ấy? Đấy. Thì sang đúng cái trùng sang cái tuần này là đã chuyển sang là buổi sáng, thế là các đồng chí không bị trùng. Thế nhưng trong hành trình nhá, chúng ta sẽ theo như lịch cũ là sẽ có một buổi họp ban phụng sự nâng tầm, hoặc là hiểu thương, hoặc là tưới tẩm nhau vào tối thứ tư hàng tuần ạ, tối thứ tư hàng tuần. Thì nếu như bên chánh kiến 3H mà sẽ vẫn bị trùng một cái buổi đấy chắc 1-2 tuần. Bên đấy như hoạt động được trước là theo 6 tuần đấy, hình như là khóa này nâng lên 7 tuần, thấy thông báo thế, không biết có phải không ạ. Đấy thì chúng ta sẽ cân đối, buổi hôm đấy chúng ta có thể không tham gia được nhưng sẽ xem lại và có đồng đội sẽ chia sẻ luôn những cái việc cần làm ấy. Thì đấy là ý nghĩa của cái lục hòa, sáu hòa và các xóm vận hành với nhau. Người này mà bị mít thì có người kia đỡ, và cái tinh thần gọi là âm thầm bọc lót cho nhau nó ở cái chỗ này. Đấy. Thì không biết là nhà mình cũng vẫn cân nhắc nhá, nếu như trọn vẹn một hành trình, ví dụ nó đang dở dang một chút, ví dụ có biết rằng có những đồng chí đang cụ sự bên tiếng Anh ba gốc ấy, thì sau cái đợt này, sau đợt này đào luyện thì vẫn là ok rồi, nhưng mà tiếng Anh ba gốc là 21 ngày liên tục, vừa muốn phụ sự bên kiến tạo nữa phải cân nhắc chỉ lựa chọn một thôi, nên lựa chọn một vì nó sẽ bị trùng nhiều quá. Dụ trùng 1-2 buổi thì được, thì chúng ta có thể là vận hành rồi linh hoạt cho nhau, nhưng mà trùng quá nhiều nó sẽ bị phân tán và nó chẳng trọn vẹn với bên nào, xong cuối cùng mình vẫn cứ không có những cái bài học cho riêng mình, không nhận ra được điều gì cả, thì sẽ bị một cái tình trạng bị tham, bị ham, học rất nhiều nhưng mà cuối cùng tự nhiên nó lại đẩy về ba độ độc ấy, chẳng thấy ba góc đâu mà ba độc rõ nhiều ấy ạ. Đấy thì nó ở cái chỗ đấy, thì không biết là xóm 4 nhà mình có thể nghĩ thêm, đúng không? Cân nhắc thêm, phân tích. Không biết là Xuân Nguyễn có muốn chia sẻ gì không? Và các xóm khác ạ, các xóm khác cũng có thể khi chia sẻ như vậy thì cũng có thể rõ hơn một chút. Còn nếu như mà vừa nãy có, không biết có xóm nào đấy nói rằng là vừa muốn tham gia 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa và vừa muốn tham gia bên K6 ấy ạ, thì chắc chắn điều đấy không được đâu, không được đâu ạ. Nó sẽ không trọn vẹn bên nào cả vì nó trùng. Vai trò là học viên là mình phải làm bài tập rồi, thế xong lại cả phụng sự viên nữa, hoặc là phải cực kỳ áp suất ạ, cực kỳ áp suất là có cả đồng đội hỗ trợ. Như vừa nãy xóm 1 có phân tích đấy, thời gian đầu rất cần chúng ta dành thời gian nhiều hơn những cái gì mà chúng ta nghĩ, nhưng sau đấy chúng ta sẽ trên cách thức là sẽ chuyển giao được cái mô hình chúng ta vận hành, mọi người hiểu, sẽ có những cái sự thay đổi đồng lòng, sự đồng hành cùng của ban tổ chức nữa, thì sẽ vận hành cái xóm đấy, nghĩa là mình chuyển giao càng tốt, và cái tinh thần người đi trước thắp hương người sau nó cực kỳ cao. Nghĩa là mình làm được từng này nhưng mà với mong muốn là học viên của mình, đồng đội của mình phía sau sẽ phải giỏi hơn mình hay biết hơn mình á. Mình mà có một cái tinh thần như vậy chắc chắn là mình sẽ làm được. Tại vì rất là mong muốn nó không bị ảnh hưởng quá đến cái đời sống hàng ngày của chúng ta ấy ạ. Áp suất thì sẽ có từng giai đoạn nhỉ, giai đoạn đầu phải áp suất. Thì không biết xóm 4 có chia sẻ gì không? Thì nhà mình có thể gửi trên khung và trong xóm nhà mình nhá, rồi ra nhóm. Tôi xin mời xóm 6 ạ, thì xóm 6 giơ tay ạ.
thì câu trả lời muốn các xóm đó là có đồng hành đi cùng nhau trọn vẹn hành trình hay không, cần cái câu đấy ạ. Còn đoạn kiến giải thì mình sẽ kiến giải ở trong xóm, trong nhóm sau nha. Hoặc ai đó còn đang lăn tăn thì mình cứ nghĩ ạ. À, vừa nãy có chị Vân, quên không ghi chị Vân à. Xin mời xóm 6 ạ. Dạ, em xin chào em xin chào cả nhà. Rồi, xóm 6 thì có hai vấn đề này. Số lượng đông, mọi người vẫn muốn tiếp tục đi cùng nhau 9-10 người như thế, theo danh sách là 10 người ạ. Hay là muốn tách riêng ra sang bên xóm 5 hay xóm nào đấy. Nếu muốn, vẫn muốn giữ nguyên, vẫn để giữ nguyên nhá. Đấy. Vì cũng không câu nệ cái đoạn là phải ra đâu. Nhưng mà khi mà xóm đông thì nó cũng có những cái lợi thế, nhưng mà nó cũng có những cái mà hạn chế. Những hạn chế thì cả nhà sẽ cùng nhau phân tích nhá. Cùng nhau phân tích, chứ không bắt buộc là phải tách ra đâu. Đấy. Đi cùng nhau nó càng có khí thế, càng năng lượng càng tốt mà. Đấy. Rồi xin mời xóm 6 ạ. Dạ, em chào chị Huyền Sâu, em chào cả nhà. Hôm nay em sẽ đại diện xóm 6. Xóm 6 thì cũng đã có họp và có hiện tại thì có 4 chị, đó là chị Loan, chị Phương, chị Thúy, chị Hòa. Thì đã xác quyết đó là đi trọn vẹn với hành trình K6. Sẽ phụng sự toàn thời gian ấy ạ. Còn các thành viên còn lại thì có còn lại 6 người thì sẽ học văn hóa đọc chuyển giao ạ. Cho nên sẽ hỗ trợ cùng với lại xóm mình trong hành trình. Dạ. Và cũng sẽ xét quyết đi với lại mọi người ạ. Chỉ là không có thể học văn hóa đọc chuyển giao thì với lại K6 thì sẽ không có thể là trọn vẹn được. Cho nên chỉ có thể hỗ trợ mọi người thôi ạ. Dạ. Cảm ơn xóm 6 rất là nhiều. Như vậy là sẽ có, đến khi mình sẽ gửi cái danh sách ở trong xóm nhá, trong xóm của mình ạ, là những ai là đi trọn vẹn, còn những ai thì là hỗ trợ phía sau ạ. Chúng ta sẽ có cái mở ngoặc nhá, cái danh sách. Đấy. Yeah. Có một cái mở đó là mọi người vẫn muốn hỗ trợ phía sau vẫn được. Ví dụ như xóm 6 đợt vừa rồi thì xóm 5 vừa rồi có anh Huân và chị Dương, khi mà nhận nhiệm vụ đó là làm ban tổ chức với cả bên cái cộng đồng văn hóa đọc Khánh Hòa, chỗ Đại học Khánh Hòa ấy, thì rằng nguồn lực thấy không đủ, nhưng mà rõ ràng là trên danh sách là không còn sinh hoạt ở ban phụ sự đào luyện cùng ban phụ sự K6 nữa, thế nhưng mà vẫn âm thầm hỗ trợ nhau phía sau, thì đấy cũng là một cái hình thức rất là hay, đúng không ạ? Đấy thì xóm 6 cũng có thể áp dụng hình thức đấy. Vừa nãy là có 4 đồng chí sẽ đi tiếp đúng không? Còn 6 đồng chí thì học chuyển giao, và có những cái nghĩa là học được cái gì chuyển giao hay là về thôi ứng dụng luôn, đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn xóm 6 rất là nhiều cùng đồng đội ạ. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Xóm 5 còn Mỹ Đức ở đây, Mỹ Đức chia sẻ luôn không? Đây chị Hồng Vân xóm 4 bật cam này, chắc nghe chị chia sẻ sau hả? Dạ em xin chào mọi người. Xóm 5 của em thì chưa có họp được cả nhà với nhau. Với lại trên tinh thần thì em thấy là đa số mọi người đều chưa có sắp xếp được cái nguồn lực của mình, do đó chưa có trả lời chính thức được. Còn cá nhân em thì em mong muốn là sẽ hỗ trợ phía sau những công việc, ví dụ như là khi mà những cái buổi mà em không học bên chuyển giao đó thì em sẽ dành thời gian cho bên K6 của mình, những việc như là về truyền thông hay là gọi là la làng lên cho mọi người làm á, thì em sẽ nhận cái phần đấy. Còn thân giáo thì em không có làm được ở trong K6. Sau buổi ngày hôm nay thì em sẽ họp lại xóm 6, xóm 5 để có thể đưa ra được một cái danh sách cụ thể là ai sẽ tiếp tục đồng hành và ai sẽ là người đứng phía sau, làm công việc gì, vai trò nào, sẽ làm rất là rõ ràng để mà mình có thể sắp xếp được cho cả xóm ạ. Cảm ơn xóm, cảm ơn Mỹ Đức nha. Dạ. Cảm ơn Mỹ Đức rất là nhiều. Và chúng ta sẽ chờ đợi trong trong ngày hôm nay sẽ có cái danh sách đấy, nay ngày mai. Tiếp theo không còn xóm nào muốn chia sẻ không, vì số lượng bây giờ còn ít ạ. Nên chúng ta có xóm 2 rồi, xóm 5 rồi, xóm 6 rồi, xóm 4 rồi.
Xin mời Trải. Dạ vâng, em chào cả nhà. Đây là xóm 3 đúng không ạ? Nghe em xóm 3 vẫn chưa được gọi tên, bây giờ thì phải giơ tay thôi. Không biết là cái xóm có cần phải gọi ghim tất cả mọi người không ạ? Thì cả nhà mình giơ tay. Thì em cứ chia sẻ đi. Dạ vâng, thì đầu tiên là xóm 3 nhà em hiện tại đang có 8 thành viên. Ờ, thì có chị Đỗ Phú thì hiện tại chị cũng tham gia được hết hành trình. Chị và buổi tối thì Zoom buổi tối thì cũng hơi khó khăn một xíu. Là cũng không cái không trong một tuần có một buổi tối ạ. Chị Tâm thì cũng vậy ạ. Chị Thanh Tâm thì cũng tham gia hành trình được trọn vẹn nhưng mà buổi tối thì cũng không có tham gia được. Tiếp theo là đến chị Huyền Trang thì chị có đang tham gia một hành trình khác cho nên là chị xin phép là cũng đào luyện cùng mọi người nhưng sẽ là ở bên hỗ trợ thì cũng sẽ chị cũng sẽ cố gắng là chăm sóc học viên cho chị cũng có kinh nghiệm là phụng sự vài khóa rồi cho nên là cái việc chăm sóc học viên thì chị cũng có kinh nghiệm nên là cũng sẽ không mất nhiều thời gian nên là chị cũng sẽ cố gắng để tham gia. Tiếp theo là chị đến chị Hòa thì chị cũng tham gia hành trình của mình được trọn vẹn nhưng cũng đang mong ngóng và đang mong đợi là cái hành trình văn hóa đọc chuyển giao đang chạy song song cho nên là cũng đang có cái hướng nhắm đến cái đó thì từ giờ đến tối thì bọn em cũng sẽ thống nhất cái vấn đề là về thành viên và chi tiết hơn. Thì tiếp theo là có chị Tô Hằng ạ. Chị Tô Hằng thì chị cũng tham gia được trọn vẹn hành trình đấy ạ. Trọn vẹn hành trình ạ. Và đến chị Trần Vân Anh thì cũng có vướng mắc về cái buổi tối. Và đến chị Quỳnh ạ. Thì chị Quỳnh thì chị tham gia được ok, trong nhóm này có một chị nguồn lực ok. Còn cuối cùng là em thì hiện tại em cũng đang, cũng như có nói trước, đã xin phép trước chị Huyền Sâu thì em cũng đang tham gia cái bên 30 ngày. Thì hiện tại cũng được giao là bên sang 30 ngày để đào luyện cùng mọi người và có gì hỗ trợ mọi người ở bên đó. Và tiếp theo nữa là cũng nhắm đến văn hóa đọc chuyển giao sắp tới cho nên là nguồn lực ở bên K6 này của em là cũng chắc khả năng là cũng sẽ rất là ít. Đó, thì em xin phép là được chia sẻ qua như vậy. Và cũng có một số vài thắc mắc, một cái là ban tổ chức lại đặt vào ngay cái buổi Zoom buổi tối này vào hôm thứ Năm. Thì là hôm thứ Năm thì cũng là một cái buổi đào luyện giữa tuần của rất là nhiều nhóm. Ví dụ như là thủ lĩnh, câu lạc bộ thủ lĩnh hay là các cái nhóm lớn khác. Mà tự nhiên lại đặt vào ngày hôm thứ Năm thì hầu như ban phụng sự đều là thủ lĩnh hết. Đọc một cái hôm thứ Năm thôi là mất hết thủ lĩnh rồi. Thực ra là cũng có lý do rồi. Cũng có lý do tại sao đặt vào thứ Năm. Có sự cân nhắc hết. Và có cái ý nghĩa của nó hết. Cái thứ nhất, talk show thì phải cần buổi tối. Vì nó cần có cái sự thực hành rất là nhiều. Sự trải lòng, thực hành rất là nhiều. Và talk show nó phải tầm 2 tiếng rưỡi thì nó mới đủ. Ít nhất là 2 tiếng rưỡi thì nó mới đủ được. Nghĩa là có sự tương tác của hai chiều. Cái talk show là như thế. Chứ còn nếu đưa vào buổi sáng ấy, chỉ tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng nó rất vội vàng và nó gần như chỉ làm nghe tương tác một chiều thôi, mà talk show thì cần sự tương tác cả hai. Cần tương tác cả hai, đấy là lý do tại sao mà đưa xuống buổi tối. Đấy. Và cái này mỗi hành trình sẽ có cái sự cái lịch thời khóa biểu khác nhau. Không thể tham được đâu cả nhà. Không thể tham được đâu. Mình sẽ chỉ chọn vẹn, mình lựa chọn công việc nào là chính của mình. Khi mà vào một cái vai trò quan trọng rồi ạ, ví dụ như Trải ban tổ chức của 30 ngày chẳng hạn, thì Trải phải từ bỏ những cái khác. Dụ tổ chức 30 ngày mà chỉ phần điều phối dẫn dắt thôi, thì em vẫn có thể tham gia được. Về cái văn hóa đọc chuyển giao là cũng phải cân nhắc. Vì 30 ngày lịch toàn buổi sáng, chuyển giao cũng thế. Trùng học bài nó rất khó, mà nó mất một buổi thôi là mình bị mít rất nhiều thông tin. Thì hành trình văn hóa đọc chuyển giao nó rất khét. Nội dung nó cập nhật liên tục. Điều gọi như là như anh Kim Cương trước đây chia sẻ rằng là gì, anh ấy cũng có là ban phụng sự của K6 mà trên tinh thần là mọi người trong xóm ấy là hỗ trợ anh ấy đấy, và bản thân mình sâu cũng hỗ trợ cho anh phía sau, mà anh ấy trong tình trạng là ôm máy tính học rồi ôm máy tính ngủ luôn, khỏi phải vào giường. Đấy là cũng công tác là vợ rất là tâm lý đấy. Chứ còn nếu mà vợ mà chưa hiểu thì thôi chắc là xong. Đấy, ăn ngủ luôn trực tiếp ở máy tính, ở bàn luôn, xong rồi đi làm. Đấy, thì để nhà mình cũng thấy mình cần phải bớt tham, đúng không ạ? Cái đoạn chỗ này là lựa chọn này, sự chọn lựa này. Đôi khi mình cứ tham 2-3 cái,
như làm công việc thế, làm một công việc thì chúng ta trọn vẹn, hai là kiểu gì bị phân tán, hoặc là mình ở một cái level nào đấy rồi, mình có một cái năng lực gì đấy rồi, đã thật 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 hiểu, thật trọn vẹn về nó rồi thì mình mới tiếp tục một công việc khác, đúng không ạ? Đấy. Như em Huyền Sâu trước đây, ví dụ như về tâm pháp là tương tác với mọi người trong xóm rất là rôm rả, thế nhưng mà khi đảm nhiệm thêm một cái vai trò mới, thêm một cái lĩnh vực mà mình trước đây mình chưa tham gia chẳng hạn ấy, là phải buông về phần kia. Không biết anh chị em là có để ý được, thì ít tương tác với mọi người ít comment và thường comment hay cái gì đấy thì rất là khuya đấy. Thì cái phần đấy thì có những đồng đội khác hỗ trợ, ví dụ như bạn Diễm đọc đúc kết, ví dụ cái phần là đọc bài tương tác của học viên này các thứ đấy, thì sẽ có bạn Diễm, bạn sẽ đồng hành với mọi người nhiều hơn đấy, hay là có Mạnh hay tương tác với mọi người nhiều hơn đấy. Mà trước đây thì Mạnh có tương tác xóm rồi, nhưng cả hành trình đấy nếu mọi người quan sát thôi là sẽ thấy được là ai đang đảm nhiệm cái vai trò gì á, thì nó là gọi là sự âm thầm bọc lót cho nhau đấy. Thì phía sau nó có nhiều cái âm thầm bọc lót mà khi chia sẻ ra thì mới biết đấy ạ, có cái thì biểu hiện ra thì được biết đấy, thì trên tinh thần là như vậy. Như Trải thì biết chắc chắn rằng khi lúc trước ấy bạn cũng không đăng ký vào K6 đâu, nhưng mà thấy được cái tiềm năng của bạn bên 30 ngày thì là phải kéo bạn vào ngay, vì thực ra là ở trong này có những cái nội dung kiến thức hay những cái kỹ năng gì đấy mà được thêm cho Trải, mà Trải học được thì sang bên kia sẽ phụng sự được nhiều hơn, cống hiến được nhiều hơn. Đấy là lý do như vậy. Trải lúc đầu, chị ơi nhưng mà em sợ em phụ sự K6, bảo không phải lo điều đấy, không phải lo điều đấy, đã lường trước rồi. Thì em cứ thêm được một cái gì thêm thì nó sẽ bị đỡ bỡ ngỡ ấy. Để thực hiện đúng cái tinh thần là người đi trước thắp đuốc người đi sau. Không phải bạn cứ đào luyện trong này, bạn phải phụng sự ở trong này. Thậm chí ví dụ như Trải khi mà cũng hỏi nguồn lực của em như thế nào, thì có những cái phần mà trong văn hóa đọc em có thể hỗ trợ được, đúng không? Ví dụ như là có rỗi không, tối nay có rỗi không vào, để có gì có thể có cái phần mà em có thể chia sẻ thắp đuốc được, hay trong các nhà, đúng không? Đấy, với vai trò là học viên cũ thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhau theo kiểu như vậy. Cũng như Huyền Sâu trong các cái chương trình này mà cần các anh chị đi trước, hay các thủ lĩnh ở trong các nhóm ấy, mà cần sự hỗ trợ là mình vẫn alo, mình vẫn thể nhờ được, thì mình sẽ vận hành và làm văn hóa đọc theo như thế á. Một mình không thể được đâu, mình cần có cái sự phối hợp cùng nhau ạ. Đấy, thì xin cảm ơn xóm 3. Không biết còn một xóm nữa chưa lên, không biết còn ai ở đây nữa không, còn ai trong Zoom không thì mình sẽ chia sẻ, còn không thì mình sẽ định có một cái video cho mọi người xem, nhưng mà có lẽ là video đấy để sang buổi sau nha. Sang buổi sau ạ.